không? Canh gì? Chị gái nha, đẹp ha. Rồi đỏ 2, gấu đỏ 2. Gấu đỏ 2 mới chơi. 49.000 gấu đỏ 2 giùm em nè. Ừ. Ôi ôi, mất rỉ luôn nha trời. Ôi ôi mấy chị nha. Rồi. Hồng chim cút với chị. Chị ơi, có con cọp vàng không? Có con lựu đạn được không? Chị cho bạn kia bạn được à? Ai à? Sao hả? Trời ơi, cái gì chứ chị hiền lắm. Gấu đỏ 2. Ok, gấu đỏ 2 đó đó, là cho chị Nguyễn Thanh. Rồi con ong xanh mấy chị ơi. Dễ thương nhưng mà ngồi ngay gần hết rồi mấy chị ơi, gần hết rồi chút xíu nữa mà đòi qua xem tiếp nha. Rồi ong xanh giùm em nè. Lấy bộ hồng cầm, bộ hồng cầm ok nè. Hồng, à đây. Lấy ạ, à, coi có người lấy à, Nguyễn Linh ơi. Lấy khác đi mẹ ơi, một đống hồng nè. Ôi ôi, cái hồng dễ thương nè, hồng chữ nè. Ôi ôi, hồng đẹp quá ha. Hồng, cái gì? Hồng chữ ký giùm em nè. Ông xanh cho chị tính em Nguyễn nè, ok. Rồi, hồng chữ ký mọi người nha, lấy hồng chữ ký, mình hồng chữ ký giùm em. Dễ thương cho mọi người nghe, có 49.000 nè, đẹp quá. 49.000 quá rẻ không? 49.000 ta lấy 10 bộ đi trời. Lụa. Lụa nghe chị Thi Linh Kiều ơi. Rồi sóc vàng nè. Ủa sóc vàng đấy quá trời người mua luôn mày. Rồi sóc vàng mọi người nha. Ờ sóc vàng. Ai lấy sóc vàng coi mấy sóc vàng giùm em. Ôi ôi mấy chị sóc vàng 49.000 sóc vàng nha. Rồi hồng chữ giùm em. Vậy hả? Ôi hồng nè, A ba đây CD 10 nha, hồng chữ. 50 tới 62 cái bằng vừa chị Quỳnh ơi. 50 62 cái bằng vừa mọi người nha. Rồi sóc vàng, 65 cái không vừa chị ơi, sóc vàng. Ủa chữ ký đẹp quá. Chữ ký hồng. Sóc đỏ. Rồi hoa xanh đen mọi người ơi. À lấy xanh đen, hoa xanh đen nè. Đó. Rồi, dọn dẹp đi mấy đứa ơi, bạn viên không có tới. Thấy không? Bạn viên không ở. Có mấy trăm mà bán không hết. Ủa để thôi ha. Rồi đỏ chiếc thiền mấy chị ơi. Ai à, lấy đỏ thiền coi bên đỏ thiền giùm em nè. Đỏ thiền mọi người nghe, rồi bắt đầu mình lên mình theo tone nha mấy chị. Đẹp đẹp đó mập. Trời ơi mấy chị nghe, thỏ xanh nè. Thỏ này có hai màu mọi người nghe, màu xanh màu đỏ. Dễ thương nha mấy chị. Rồi màu xanh màu đỏ giùm em mấy chị. Cái này có quần ở đâu rồi? Có gấm không? Còn gấm nha chị Khanh ơi, chị mua thích gấm màu gì? Gấm đưa đủ màu chị Khanh ơi. Cực kỳ dễ thương không mọi người nha. Tại em mặc áo bên trong là kiểu như áo ba lỗ đó mấy chị. Ba lỗ thì nó dạng nó ốp vô con người á. Nên lúc áo ra. Rồi mấy chị ơi. Đó. Ok, rồi bộ đông mặt có hai màu mọi người nghe, màu đỏ màu xanh. Chị lấy chốt mà. Mang để đọc lên ha, rồi xong lấy luôn. Rồi gắm em còn màu hồng nè. Màu xanh đen nè. Xanh ngọc nè. Vàng nè. Màu da nè. Màu đỏ nè. Xanh biển nè. Rồi, gắm còn nhiêu màu đó chị ơi, lấy màu nào chút màu giùm em. Dễ thương cho mấy chị. Rồi mấy chị ơi, mặt trời nghe mấy chị nha. Lấy mặt trời, có bên mặt trời giùm em nè. À, mặt trời màu trắng giùm em nha. 49.000 mặt trời màu trắng nè. Em được mặt con thỏ. Vậy hả chị? Vậy mặt con gì? Chị mới mặt con gì? Chị mới mặt con gì nè, bắt đầu em lên em sao tone mọi người nha. Rồi xanh, thổ cẩm xanh. Rồi mấy chị ơi, con mèo xanh. Con mèo xanh đó chị gái nha. Chị nói mèo xanh, comment mèo xanh là xanh. Ok, gắm thỏ chị Nguyễn Thanh nè.
tiên lấy ấy uống đi cưng, uống chị với ngang đi cưng. Em mặc con còn người ta mới sợ. Thôi chị ơi, để em sợ người ta đi chị. Rồi chữ xanh đen đó chị ơi. Hả? Chữ xanh đen nhà em 49.000. To nó chị, to thì em lên ngủ nhiên chị ơi, em cũng không biết nữa. Rồi gấu trắng còn con trang nè. Ok chị 54 nha, cảm ơn chị yêu nè. Tại vì chứng còn nó đưa cho em mà đưa sai mẫu rồi em trả vậy trơn. 500.000 tiền xe bắt 5 triệu luôn á mọi người. Rồi cái gấu trắng, rồi bên gấu trắng đó chị gái nha. Gấu trắng quá đẹp luôn. Rồi chữ hồng mọi người nha. Chị nào lấy chữ hồng, xúc chữ hồng giùm em. Đó 49.000 chữ hồng á chị. Rồi mọi người nghe. Ôi hồng 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 hình con Pikachu. Chị nào lấy hồng hình comment hồng hình giùm em, hồng hình. Rồi hoa vàng. Ở dưới đường mấy chị gái nha, hoa vàng 49.000 thôi mấy chị yêu ơi, hoa vàng. Rồi gấm hồng. Dễ thương mấy nha. Rồi lấy gấm hồng, chút gấm hồng giùm em. Đó có 49.000 bộ mọi người nha. Cái gì ạ? Rồi nghe chị Tích Nguyễn nãy gì, Tích Nguyễn đâu coi luôn cái đầu like à. Cao Vu Lăng hả? Cao Vu Lăng chị bạn xe máy em quên ta. Cao Vu Lăng còn ít nè. Phải giá em sale luôn. Rồi bộ này nghe mấy chị gái nha, ton là bị chê nè. Rồi mấy chị 6 mở lại vừa nè, rồi nhí sale mấy chị ha. Nhí bơm nãy còn đây nè, tổn đây nè. Rồi 60.000 nhí bơm nha. 6 mở lại vừa nhí bơm. Chị ơi còn con Hà Mã không? Hết Hà Mã rồi, em đem điện thoại về em hát à. Ai dai dai đổi giùm em được không? Ngủ hả? Trời ơi chị ơi, hôm nay em thả ton bơm nó đẹp một cái nha. Nói em xỉu lên, em xỉu xuống nha. Dưới bơm 60 cho chị Lý Ngọc nè. Dưới bơm là con nha chị gái nha. Rồi. Ôi ôi cái bộ này sai nhiêu ta, hình như 65 nè. Rồi 65, 67 lại vừa mấy chị gái nha. Lụa phói đẹp cực kỳ nha. Rồi xe giùm em mấy chị ơi, 55.000 luôn. 65 đổ lại giùm em nè. Còn em xanh phói 55.000 mấy chị yêu ơi. Đó ai lấy xanh phói giùm em. 55.000 bộ mấy cục vàng ơi. Quá đẹp luôn. Xanh phói 55.000. Chị em lấy xanh, comment xanh giùm em. Đó. Ok, xanh phói 55.000 cho Phú đẹp trai nè. Đó, Phú một đẹp trai. Vậy hả? Cacao hả? Cacao như hết không thầy? Cacao em hết rồi chị yêu ơi. Xanh phói em hết rồi nghe mọi người ơi. Cái 55 đó không phải là, không phải ấy nha. Cái đó là lụa đó mới vậy. Cái đó là lụa chứ không phải là to nha. Còn mọi người muốn mua to để em lên cho. Chị ơi em hết ấy rồi. Em hết này còn con đi cân. Bộ bò sữa này sale có 135.000 mọi người nha. Đầu la em thả bơm to đó chị. Đẹp lắm. Rồi nè chị nào lấy chốt em á chị ha. Đẹp ghê luôn nè. Bò sữa 135.000 màu nâu nha. 50-62 cái bằng dừa nâu giùm em. Nâu nha. Chú Lê Quỳnh ơi, cái đội em bé đó là nó còn ấy được không? Chị ơi xanh cái chị gì nè, Phú đẹp trai rồi mới tới chị Thị Lợi. Mới tới chị nha. 60. Đó, chút gạo 60. Rồi hai cây này em sale có 15.000 mọi người. Hai cây này em sale 15.000 nha. Cái này là em sale 35.000 nè. Cái cây này 15.000 nè. Cái con này 10.000 nè mấy chị. Nó. Cái gì? Cái này lúc lắc, cái lục lạc á, lục lạc lắc lắc á bà nội nè. Cà lem đây, cà lem đây. Cà lem 15, hai cây 15.000. Hai cây 15.000 mấy chị ơi, trời ơi, ra cà lem thấy ghê chưa? Ra Phú đẹp trai hả? Ai biết đâu à. Rồi mấy chị ơi, 60 đẹp mấy chị gái nha. Hai cây 15.000 cho hàng xóm. Ok chị Dung Dương. Rồi bộ này lấy chốt mấy chị ơi. Ôi thương nha. Rồi bà nào quăng qua lộn lại quậy tại 40.000. Lấy chị cái băng vệ sinh. Ok lấy cái băng vệ sinh sale coi. Bản VCS. Bản VCS mọi người nghe mấy chị. Rồi bộ này em có bán có 35.000 mấy chị nghe. Lắp ráp ra nó chạy dèo mọi người nha. Đó, bỏ 40.000 cho Phú đẹp trai nè. Đó, đẹp trai, đẹp một con trai nữa. 40.000 đó hết rồi mấy cục vàng ơi. Rồi một áo nè, xanh cô ba nhớ thương không?
Ôi ôi luôn, rồi sale áo giùm em 50. Áo 50 nha, bỏ 40 ngàn hết rồi mấy cục vàng ơi, cái là gì không biết nữa nè. Không cho hàng xóm cho chú ngoại, đúng rồi chị, để dành đi có 15 ngàn. Hai cây luôn. Đây mấy chị nè, hai cây gì mà có 15 ngàn. Trời ơi mà ngồi nghe, dép mà cũng bơm nó đi dò không nha quý vị. Dép mà cũng bơm là đi dò không đó mấy chị ơi, thiệt luôn á. Thiệt mọi người nha, dép mà bơm. Rồi mấy chị gái nghe, băng này là của Thái mà ngồi nghe, mà người ta làm theo công nghệ Nhật nghe mấy chị ơi, xài cực im luôn, kháng khuẩn luôn. Bỏ 40 ngàn hết rồi. Nó có là 14 cục, tặng cho mấy chị thêm một cục là 13 cục, giá của nó là 115 ngàn một cây. Chịu là lấy băng vệ sinh, comment em băng vệ sinh mọi người nghe, đừng comment băng cá nhân nha quý vị. Bản gì ạ? Đâu rồi? Đó, dép mà cũng bơm nữa. Đi dò không? Dép mà cũng bơm là đi dò không nha quý vị nha. Khổ lắm đó. Trời ơi, còn không thì đang thất nghiệp đi bán cà rem. Rồi, dép bơm mọi người nha. Trời ơi, mấy chị nè, em bán 65 ngàn mọi người thấy không? Rồi, sale luôn cho mọi người 40 ngàn. 40 ngàn em sale ra trong nhà luôn mà chị gái nha. Rồi, chốt liền cho em nè. Size 38, 40 ngàn rồi. Cái này là size 38 mọi người nghe, lấy comment nè. Đó, hơn bán băng đó xài hàng ngày hả chị? Không, có tới tháng mình mới xài chị. Hàng ngày mình có đâu có chơi trải gì đâu mà mình chơi trải rồi mình băng vô nha chị. Rồi giá 40 ngàn rồi, size 38. Băng lớn nè chị, băng lớn. Rồi bộ gấm này size bự mọi người nha. Đây, 65 lại vừa nè, rồi sale luôn mấy chị. Bộ gấm này sale bự 49 ngàn luôn. 65 này đẹp mấy chị gái nha, đâu có bộ gấm sale bự đùi nè, 49 ngàn. Chị em nào lấy chốt nha, gấm 49 ngàn giùm em. Một cây gì đó 115 ngàn rồi chị. Tại em lắm chị Dung Dương ơi, em thật sự rất là em luôn á chị ơi. Lên em xem gì. Gắm 49 ngàn cho chị Quỳnh Hồng. Rồi bộ đó hết rồi mấy cục vàng ơi. Ừ bộ đó xe bự mà hết trơn. Trời ơi cái này bán ốm á. Mình dính vàng mà không có xe bự. Ok chị Dung Dương ngay ra cây văn vệ sinh à. Người ta mua gắm 49 ngàn xe bự quá trời. Mấy mày không mấy dèo tiên mày coi mày gáp lại tất tiên. Rồi 55-56 này vừa ngồi nghe chứ. Mã đen 95 ngàn cô tông mịn giùm em nha. Đen 95 ngàn mấy chị gái ơi. Quần chính tắc nha, quần cô tông mịn. Đó chị nghe áo khói gì nè. Đen 95 ngàn. Đó, đồ bé bây giờ chị còn tay dài không? Nói giờ chị hỏi không thấy em trả lời. Ok thì chị lên nha bé ơi. Đồ bé bây giờ chỉ còn tay dài, thun tay dài. Em chịu không? Chịu chị đem lên cho. Rồi 65 nó đẹp giùm em nè. Rồi lấy chó em mấy chị ơi. Rồi xanh giùm em mấy chị gái nghe 90 ngàn. Ai xanh 90 ngàn đưa đầu bé xếp đi thi. Ê, ngon. Rồi, xanh giùm em 49 ngàn. Ê, 90. Vô đây, coi nó bỏ bán nè. Ừ, vô đây. Nó giờ không có gặp chị thôi, xong nó giờ ngoài à. Rồi, 13 ký, 2 tuổi không có chị. Rồi mấy chị ơi, 55-62 ký bằng vừa em nè. Rồi, bộ bi này sao cho mấy chị 40 ngàn luôn. Bi 40 nha, à, lấy bi của mình bi giùm em, bi lụa 40 ngàn. Rồi 65 nó lại vừa mấy chị. Ôi ôi, cái bộ ngố này đẹp cực kỳ luôn nè. Rồi ngố đá xeo 95 ngàn. Ủa mấy chị này, hôm nay có sâu lên không em? Chị Dương gạn quay quá lên sắm mua chị. Bi 40 cho chị Ngọc Ngân nè. Rồi lấy bộ nâu chúng nâu 95. Nâu 95 ngàn mấy chị ơi, bi 40 hết rồi mấy chục ngàn ơi. Bi đó em sale bữa giờ hết trơn luôn rồi. Rồi nâu giùm em 95 ngàn mã nâu. Hôm nay dài trai hay gái? Dạ gái. Rồi áo mấy chị gái nha. Ồ đẹp chưa, 50 ngàn cáo lẻ nè. Thun thái xịn nha. 62 lại vừa mấy chị, 50 ngàn. Nè thun này AP nè mấy chị đẹp lắm nè. Thun AP này em theo mọi người nghe qua nhiêu ta, có 89 ngàn bộ à. Nâu đó em vừa không? Không. Nâu đó chị qua dạy hơn. Giảm cân người từ đi. Rồi mấy chị nha, 52-57 ký bằng vừa em nè. Rồi đen giùm em nha, 89 ngàn mã đen quần dài.
thun Atiter, mọi người nghe nó như là sâu len vậy đó. Chị Gạn ơi, chị mua Atiter cái gì? Ê, chị mua Ati cái gì? Mua gì à? Khu ơi sao? Mua gì à? Hai bộ 70.000 hả? Đen cho chị Nguyễn Thanh nè, 89.000 đen nè. Rồi ngũ cốc Na Quan 185.000 một bịch nha. Chị yêu này lấy chốt em nha. Ngũ cốc Na Quan. Đem hết nha, chờ Tiên Nguyễn nha. Rồi xe L 40-52kg bằng đẹp cho em mấy chị gái nha. Cái này là không nghe máy nha mấy chị, đẹp quá. Rồi chế mã 12, chị Nguyễn Thanh gỡ luôn khỏi điện, ok. Rồi lên bon ok nè. Rồi quần chính đắt nha. À, lấy bộ này cho mã 12 giùm em, 89.000 mã 12. Rồi một bộ ống rộng mọi người nha, 60 đó đẹp giùm em nè. Chị nào lấy ống rộng, mình ống rộng em nha, 89.000 thôi mọi người nha. Nó lỡ xe rồi xe cho tớ luôn á chị, cho nó hết luôn nè. 60 đó lại vừa, 89.000 ống rộng. Rồi 52-57kg bằng đẹp giùm em nè. Sang chứ mấy chị. Rồi lấy bộ này chứ mã 75. Dạ ngũ cốc em bé uống được, người lớn uống được, nói chung là nó có hướng dẫn sao luôn nè. Em bé hay là bà bầu hay là cái gì á, độ tuổi nó uống khác nhau nghe chị yêu ơi. Rồi lấy bộ này chốt em mấy chị gái nha. Mã này mã 75 giùm em, 89.000. Ok, chị gọi xin siêu vàng cho chị tính em Nguyễn nha. Mã 12 chị Tèo Lê nè. Ok Tèo Lê. Rồi mấy chị ơi, 55-60kg bằng đẹp giùm em nha. Dễ thương quá mấy chị. Rồi ai lấy bộ này chứ mã cam phối nha. 55-60kg bằng đẹp cam phối giùm em nè. Chị nào lấy cam phối chú cam phối mấy chị ăn dễ thương quá. 55-60kg bằng đẹp cam phối. Rồi 55-62kg bằng đẹp mọi người nha. Ồ kiểu dễ thương quá nha. Rồi chơi mã 68. Ai lấy 68 thì 68 nha em. 55-62 chứ bằng đẹp mã 68. Rồi 55-62 chứ bằng đẹp mọi người nha. Chơi mã 10. Cam phối thì chị Phạm vào nè. Rồi mã 10 này quần chính đắt mọi người nha. 55-62 chứ bằng đẹp nè. Cho em mã 10. Mã 10 quần chính đắt mấy chị. Mã 12 cho bà Tèo Lê kìa thi. Đúng rồi hả? Rồi 55-62 cái bằng đẹp mọi người nha. Ồ đẹp nha. Rồi cho em mã 102. Đó, Atiter đẹp cực kỳ mấy chị ơi. 102 quần chính đắt nha. Rồi bé đây, bé 23kg 6 tuổi nè chị. Đó, đẹp cực kỳ mọi người nha, 85.000 một bộ. Rồi cho em mã đỏ nè. Đỏ mấy chị gái nha, đỏ nè. Đó, xe hết đỏ nha, 85.000 đỏ. Rồi laptop hồng. Đó, xe hết nha. 85.000 mọi người nha, thông thái giùm em. Rồi lấy hồng comment hồng giùm em. Bộ đó 89.000. Cái gì? Mã 100 má ơi. Rồi cam giùm em nè. Cam ngố bé mọi người nha. 18-25kg bằng dừa. Bé từ 5 tới 7 tuổi. 18-25 nha, cam nha. Hồng 27kg dừa không? Dừa chị. Hồng laptop này 27kg dừa nha chị Dung Dương ơi. Rồi mấy chị gái nha, dễ thương không? Rồi lấy bộ này comment mấy chị gái nha. Hồng dài giùm em nè. Hồng dài mọi người nha, 85.000 bộ, lấy hồng dài, comment hồng dài. Rồi xanh lá giùm em nè. Chị nói xanh lá, comment xanh lá nha. 18-25kg bằng đẹp em nè. Xanh lá. Đúng rồi, nãy chị lấy là quần dài nha, chị Tèo Lê. Con hà mã, hết con hà mã không thi. Hết hà mã chị ơi, bây giờ chú em còn xe lửa. Nếu mà không đủ đơn thì em đưa chị ngay chị 54 rồi. Ok, cam 85 chị Tâm già nè. Rồi đỏ mặt cười mọi người nha.
cho nên nó đỏ mặt cười, còn mình đỏ mặt cười giùm em mấy chị ơi. Nó đỏ mặt cười là quần ngố mọi người nha. 30 kg mấy tuổi chị? 30 kg mấy tuổi chị ơi? Đạt vừa ý luôn á chị. 30 kg mấy tuổi cho em có tuổi lên. Rồi đỏ thỏ mọi người nha. 18, 25, 26 kg bằng vừa mọi người ơi. Đẹp đó, đỏ thỏ giùm em nè. 85.000 bộ mọi người nghe, lấy đỏ thỏ, comment đỏ thỏ. Ủa gì còn màu đỏ không ơi thầy? Cây sết màu đỏ không vậy hả? Ừ. Ok, đỏ ngố cho chị Thủy Nguyễn. Ok, chị 54 nha. Ờ, để chị nó có nha. Bé chuẩn bị 7 tuổi, bé hơi tròn và bé bạn em mờ. Bé bạn em mờ là vừa chị ếch rồi còn nhớ đây. Sết là còn có nhiêu mà ngồi nghe em hết sết luôn á chị. Sết là còn có nhiêu đó mới nhiêu ơi. 7 tuổi mà 30 kg lận mà bé hơi tròn. Bọn em mờ đi cơ. Ok chị Lợi nha. Rồi mấy chị, bộ này mấy chị 62, 63 là đẹp nha mấy chị nha. Rồi hồng giùm em 75.000 con lửng nha. Đó, hồng giùm em 75.000 mấy chị ơi, lấy hồng bên hồng đưa tên dành con mới lên chị. Rồi mọi người nghe, để em lên con một cái nữa mọi người nghe. Rồi xe từ từ tới mấy chị gái ơi. Con này số 4 nè. Giờ lên con dài mấy chị nha. Con này đẹp quá trời. 1, 2, 3, 4 luôn ha. Đây mấy chị con nè. 65, 67 là vừa mấy chị gái nha. Con chân. Ồ đẹp chưa mấy chị nha. Coi hồng quần đen, đưa hồng quần đen cho chị Thủy Nguyễn thôi. Đây là chị hồng quần đen là hồng lớp tết nha chị Thủy Nguyễn ơi. Dễ thương quá nha. Đây là chị hồng quần đen nè. Cực kỳ dễ thương luôn chị yêu ơi. Hồng quần đen, độ 85.000 mới đẹp đó chị. Rồi con quần dài bông chân luôn mọi người nha. Ôi ôi mấy chị ơi quá đẹp luôn. Rồi chị yêu nội chốt mọi em á, quần dài con. À, bây giờ xe cho mấy chị giá. Em coi giá rồi. Ok, hồng này cho chị Thiển Nguyễn. Bò bé hồng 23 kg vừa không chị, vừa mà người ta lấy luôn rồi. Rồi mọi người nghe, ở giờ khoan nữa. Để em gắn cái này vô mọi người nha. Bộ bé xanh phối sữa quần dài hả lửng? Bộ phối xanh phối sữa là nào ta? Dạ quần quần ngố nha. Chị Nhân My gói đồ chưa? Bộ mà còn nghe chị 60 kg bằng dừa có 49.000 bộ à chị Hoa Lưu Ly ơi. Chị Nhân Bùi á. Rồi chị ơi, bộ này là người lửng chị. Rồi lấy chốt con giùm em mấy chị ơi, 85.000. Con lửng bán lại giá nhiêu? Con lửng nãy em mang theo bơm 60.000 rồi còn lấy gì nữa chị? Còn rồi còn đâu có giảm nữa đâu chị Lý Ngọc ơi. Chị Lý Ngọc chị ở gần cái bên nè. Trời ơi bỏ cái bên. Chị lấy đi rồi chồng em chở xuống cho chị. Trời ơi. Để ngồi em xeo cho chị. Lên cây xe cho bạn nha. Gì mà. Rồi bộ này theo 85.000 mấy chị nghe quần dài. Đúng rồi, 18-25 kg đó chị Sơn Nghi ơi. Rồi con giùm em mấy chị gái nghe, con Thái. Bông chân 85.000, 65-67 lợi dừa. Ai lấy comment là xanh bông. Xanh bông giùm em mấy chị ơi, con đẹp lắm. Ôi, con này bắt kêu bằng con gì nè, tôi quên rồi trời. Rồi ship toàn quốc 25.000 một đơn. Chị nào trong tỉnh An Giang thì 15-20. Ok, chị Sơn Nghi lấy rồi, rồi sọc giùm em mấy chị ơi. Ồ, đẹp cực kỳ, hết luôn ngay chút Ly Quỳnh ơi, còn có nhiều là hết đó.
Bộ hồng em còn hồng nào, còn bộ hồng đó dễ thay đưa bộ hồng đó thay luôn, hồng nhỏ nè. Rồi bộ hồng này được nè, chúc Như Quỳnh. Hết trơn rồi. Đó, tại vì mình nói hết rồi đó, mình còn ít à. Rồi 65, 67 lại vừa mới chị ơi, sọc giùm em nha. Ồ, tôi sọc quần dài mấy chị ơi. 85 ngàn, à lấy sọc, sọc cho mình sọc giùm em nè, sọc cam nè, sọc xanh. Tôn Thái em ơi. Ừ, ồ, tôn gì cũng đẹp, miễn là đẹp được rồi chị. Ồ, nè, sọc xanh giùm em. Chị thấy cầm ra đẹp không chị, yêu. Nè, quá đẹp luôn rồi, chị Nguyễn ơi, 85 ngàn rồi chị ơi. Xuất sắc, sọc xanh giùm em. À, lấy sọc bên màu mọi người ơi, 85 ngàn. Rồi hoa cam giùm em nè. Ôi cam này 70 kg đổ lại luôn nha mọi người. Cam này 70 đổ lại vừa nha. Chị nào lấy cam chút cam em nè. Đó, con lửng hả? Có con lửng. Trời ơi, bà muốn lấy con lửng em lên con lửng cho. Là mọi người muốn con lửng phải không? Con lửng sale phải không? Rồi bây giờ sale dài vô nè. Ôi ôi mấy chị ơi, rồi cam bông chân giùm em nha. Ừ. Rồi lấy bông chân cam, anh bông chân cam em. 85 ngàn một bộ nha mấy chị. Đẹp không? Bông chân cam, bông chân xanh. 85 ngàn quý vị ơi. Rồi ôi nè mấy chị, bông chân xanh giùm em luôn. À, vậy hả? Trời ơi, con nó có 60 kg không? Có vậy. Có hồi nãy mới đưa lên bao nhiêu ký vậy Hương? 18-25 kg bằng vừa nghe chị Hương ơi. Ừ, mấy chị. Rồi sọc hồng giùm em nè. Ừ, đẹp chứ mấy chị nghe. 85 ngàn sọc hồng, 60 kg trở lại. Đưa chị xuống nhỏ đi ơi. À, đưa chị cây số 2, số 3 qua đây luôn coi. Đẹp quá, to đẹp quá ha. 60 kg trở lại, bông xanh cho chị Thị Lợi. Ok, chị Lợi bông xanh nè. Đẹp quá chị Lợi ơi, bông vàng, bông đỏ luôn nè. Chị Lợi lượm luôn, chị Lợi ơi. Đẹp quá chị yêu ơi. 85 ngàn, ô nè. À, đó, chị 65, 67 kg là lượm này giùm em nè. Bông chân luôn, đẹp ghê không chị nghe, 85 ngàn. Đẹp lắm. Rồi vàng giùm em nha. Màu vàng nè, màu đỏ luôn nè chị yêu ơi. Rồi bà lấy màu nào chút màu em nha. Quá xuất sắc đẹp đó chị ơi. Thì nó kiểu như nó chị ơi, nó sale tớ sale lưu hoài đó mấy chị, đúng không? Nó mai sale bông tớ bông lưu hoài đó mấy chị nghe. Nó tựa hoài vậy đó. Nó mình bận gấp cái này thì mình mua cái khác vậy đó mọi người ơi. Vậy đó. Rồi nè, để em lên số 3 coi. Số 3 này có hàng nhiêu ký tại con nữ nó bự. Rồi mấy chị, 55-62 kg bằng đẹp em nè. Rồi cam 55-62 kg bằng đẹp nha. Nói chứ má cam. Tưởng 43 kg hả? 43 kg con thì bằng tới L lận. Rồi cam giùm em nha. Kết bạn á, chị bấm vô cái bảng với em đi. Chứ em biết được nó bấm. Bộ hồng bé là quần dài hay ngố? Dạ quần quần dài nhưng mà áo lớp tốt nghe chị Xuân Nhi ơi. Rồi 55-62 kg cái bằng đẹp mấy chị ơi, sọc vàng giùm em nè. Này size 3 mọi người nha. Size 3 mấy chị ơi. Đó size 3 là 55-62 kg cái bằng đẹp nha. Ồ ồ mấy chị nghe đẹp quá, 85 ngàn. Anh lấy comment sọc vàng. Bông cam. Rồi sọc nâu giùm em nha. Đó, chị nào lấy sọc nâu comment sọc nâu. Ok, sọc vàng 60 kg nè, cho chút Quỳnh. Rồi sọc nâu, bông hồng. Ừ, bông hồng, bộ hồng, bé, bao nhiêu vậy chị? 85 ngàn. Rồi sọc nâu mọi người nha, lấy sọc nâu, qua sọc nâu giùm em. Con 85 ngàn mấy chị ơi. Rồi hoa đỏ giùm em mấy chị gái nha. Đẹp quá. 55-62 kg bằng đẹp mấy chị ơi. Đó, hoa đỏ hay lá đỏ cũng được mấy chị, lá đỏ đi. C3 đó mấy chị gái nha. Rồi mấy chị ơi, hoa xanh. Ôi ôi đẹp rồi. 55-62 kg cái bằng đẹp mọi người nha. Chắc bảo hoa xanh giùm em. Ừ, à lấy hoa xanh, chút hoa xanh mấy chị gái nha. Hoa xanh quá đẹp luôn. Ôi con này đẹp quá đi ha. Nhìn nhức găng trời ơi. Hoa vàng mấy chị gái ơi. Chị nào lấy hoa vàng, comment hoa vàng giùm em nè. 55-62 kg bằng đẹp mấy chị, hoa vàng.
hoài mấy chị nghe sọc vàng giùm em nè, sọc vàng sọc xanh gì nó cũng lộ lộn xộn đồ ăn nữa chị thấy nha. Rồi sọc vàng sọc xanh, ok, hoa vàng cho chút Ly Quỳnh nè. Rồi thổ cẩm cam mấy chị ơi, ôi mấy chị bằng mấy này lên sang cực kỳ luôn, 55-62 cái bằng đẹp mọi người nha. Đó, thổ cẩm cam em luôn. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Thanh Thí nha, trời ơi nhận hàng máu ghê ha. Rồi chị em là lấy comment mấy chị ơi, thổ cẩm cam giùm em mấy chị gái nha, 85.000 nguồn dài. Rồi hoa nâu mấy chị ơi, à, lấy màu này chứ má hoa nâu giùm em đi, 55-62 cái bằng đẹp mấy chị ơi, hoa nâu. Đó hoa nâu. Rồi cái này còn đây em là sọc sọc cuối nha mọi người ơi, mấy kia nó cũng trùng hết đây hay là khác, rót chị miếng nước ở trong đó nước sôi còn không, chế vô cái ly nước chắc đó. Rồi sọc cuối giùm em nha, lấy sọc cuối, comment sọc cuối mọi người ơi. Rồi hàng lúc này chưa, hàng chút chưa mà có hả gì? Hàng lúc này chưa, hương chốt là chưa mai có, lẹ lắm luôn. Ồ chị, em cũng bận ghê, bữa hổm nó đi chậm á chị nha, em gầu còn chết luôn á chị. Rồi bỏ em đăng mặt mọi người nghe, 49.000 bỏ á chị nha, em muốn miếng nước cái mọi người ơi. Đó chị nào có đơn quăng vô mọi người nghe, chị nào nè, nhà mà sữa ít nè, bữa trước nó 10.000 chị, lúc đó nó đang dậu vô cục. Chị Phan Diễm ơi, này có tên đẹp mà chị Phan Diễm ơi. Rồi mấy chị ơi, không ai mua tôn dài, bây giờ mình qua mình sale tôn ngắn nha mọi người. Ôi, ôi mấy chị nghe sọc xanh đẹp quá. Mấy cái này tôn này quá đẹp luôn, mấy cục vàng ơi ha. Rồi mấy chị bỏ mình lụa mango nè. Rồi 65-67 lại vừa mấy chị gái nha, vàng giùm em nè. Chị nào lấy vàng chút vàng mấy chị gái nha, vàng này 101 nè, quần chính đắt nha, 65-67 lại vừa mấy chị nha, vàng 101. Đồ của chị Phạm Phú ở rồi nha chị yêu ơi. Rồi mấy chị gái nha, đẹp mấy cái bộ này xe M, vàng 101 cho chị Nguyễn Liên. Rồi 50-60 kg bằng đẹp mọi người nha, chứ mã sọc đen, đen giùm em 101 mấy chị gái nha, lụa mango. Rồi lấy đen, comment đen giùm em, đen 110.000 mã đen mấy chị ơi. Rồi mấy chị nghe, 65-67 lại vừa, sọc hồng mọi người nghe, đằng sau nó có cái nơi kiểu như nè. Bộ nào? Rồi lấy hồng, comment hồng nha, bác hay hỏi khơ khơ lắm nhiều hơn. Hồng mấy chị gái ơi. Rồi 65-67 lại vừa mấy chị gái nha, xanh lá giùm em nè, đuổi với lụa mango mọi người nha, 101, quần dài. Quần dài mấy chị gái nha, anh lấy comment mấy chị ơi, xanh lá 101 giùm em nè, 65-67 là vừa xanh lá. Bộ hoa vàng còn không chị, hoa vàng, hoa vàng sang nhiêu ký rồi chị Nhanh Nguyễn, chị Nhanh Nguyễn ơi, chị mua hoa vàng sang nhiêu ký, hoa vàng là ton nó là cái gì, ton nó là cái gì chị yêu ơi, nói lại giùm em coi chị. Xanh đá 101 cho chị Loan Kim, ok chị yêu. Rồi bộ này mấy chị gái nha, 65 nó là đẹp giùm em nè. Rồi bộ đồ to mấy chị ơi, xe cho chị 50.000, 50.000 nha. Đó hoa vàng xe 3 có bánh còn không ơi. Chị hả, dù gọi đó chị, trời ơi mấy đứa này nó gói sao, chị đổ nhiều không, nó này đăng tay mù cho chị Phan Diễm ơi, mấy đứa quỷ này nó gói. Ok đùi to 50 cho chị Nhâm Lợi nè, cái đó nó con đùi đó mình còn không đi, để em coi coi con đùi đó mình còn không nha mọi người. Đây chị hoa vàng xe 3 được không, đây nè, 55-62 cái bằng đẹp mấy chị, em còn qua thổ cẩm gì được không chị, đây nè, đó vàng thổ cẩm gì được không, 55-62 cái bằng đẹp mấy chị ơi, vàng thổ cẩm em gửi chị là chơi rồi chơi, rồi chơi gọi với chị. Có chị đồ
chị Lâm chúc mơ gỡ rồi. Rồi nè, vàng bông chân giùm em nè. 55-62 cái bạn đẹp á chị ơi, vàng bông chân. Không, của chị Phan Diễm. Rồi, lấy số mọi người nghe, vàng bông chân. Vào đóng Hàn Quốc có nè chị ơi, vào đóng Hàn Quốc mình còn chai nhỏ không ta? Sale luôn. Bán tặng cho mọi người nghe, có đơn quăng vô 20.000 chai dầu nóng. Con đùi đấy, hay nó coi coi còn con đùi không mọi người. Rồi em còn vàng thổ cẩm. Con đùi thứ con đó đó. Rồi còn hai vàng là được không chị? Rồi một tay dài mọi người nghe, đẹp á. Ừ, gấu nè. Rồi cái này là size 65. Phát ra ừ. Không, cái này 55-62. 55-62 cái bạn đẹp mọi người nghe mấy chị, tay dài. Lụa manh gồ đẹp ghê mấy chị nghe, 101. 55-62 cái bạn đẹp tay dài em 101 nghe mấy chị. Chị nói comment 101 mấy chị. Dầu nóng theo 20.000 chai. Dầu nóng ngon quá. Chai nhỏ nha mọi người nha, chai nhỏ vậy nè. Rồi mấy chị gái nha, đẹp ghê nè. 55-62 cái bạn đẹp. Vàng bông chân cho chị Nhanh Nguyễn nè, ok. Vàng bông chân. Rồi 55-62 cái bằng đẹp á nha, một tô len này sale cho mọi người 101 luôn. Ok cho Mỹ Tiên nè, chị chai này nè nha. Mà mấy chị xài cũng lâu lắm nha, sale chai giống chị 20.000. Đó. Rồi ai lấy bọn này chứ nãy 101 mọi người nha. Tô len 55-62 cái bằng đẹp mấy chị ơi. Rồi tím tô len em 101. Chị nào lấy tím tô len giùm em. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mọi người nha. Rồi cái mã tím bi. Tím bi 101 luôn mấy chị, so len giùm em nha. Đó. Hai cái màu khác nhau mọi người nha. Tím đậm tím giờ. Rồi xe đại lụa mấy chị nha, lụa manh gồ. Ok, hai chai dầu nóng như chút Lưu Quỳnh. Rồi mấy chị ơi, 67 đấu lại dùi em nha, lụa manh gồ. Rồi bộ này mấy chị ơi 100 mấy quên rồi, 115 hả? Rồi 115.000 mấy chị gái nha. À lấy trước em nè, màu xanh màu hồng, đưa chị chay sạch hồng coi. Rồi sạch hồng mấy chị gái nha, vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn, sale. Rồi mấy chị nha, sạch hồng của Thái 55.000 một chai. Chị yêu nào chốt comment lì giùm em mấy chị gái nha. Đó, cái này là sale 55.000 là em không có lỡ luôn á mọi người. Đó, bán kiểu như gì đam mê đó mấy chị. Đó, mê thì bán gì đó. Cũng như thấy người ta hỏi cái mình lấy về mọi người nghe, cái mình mê cái mình bán rẻ rẻ đó mấy chị. Rồi 55.000 một chai, ai lấy comment nhanh mấy chị nha. Sạch hồng Thái. Thơm lắm mấy chị gái nha. Nó vừa thơm mà chị nghe, mà nó thơm dai nè, mà nó thơm thoảng ngược đã luôn. Rồi. Ok. Chai sạch hồng nè, cho chị Mỹ Tiên. Tím bi 101, chị Kim Diệu đây nè chị nha, tím bi nè. Rồi bữa 60, chị 60 là bán là 5.000 á. Thôi đen nãy Kim Diệu, ê lộn chị Kim Nguyên không vừa. À, thường hồi bán 60.000 là em lời được 5.000 đó. 5.000 hay là tiền ship về đây, 3.000. Ừ, 60.000 là lời có 3.000 đó, giờ bán 55.000 vui. Có mấy mùi hả chị, nó màu màu cam, màu hồng, màu gì tùm lum hết trơn, chị lấy 2-3 mùi đi chị, cái này rồi chứ mùi gì rồi. Rồi rồi chứ mùi gì rồi, thơm lắm mọi người nghe, 55.000 bảo đảm mọi người nghe, cực kỳ thơm luôn, đắt mớ luôn. Mấy chị mua, mấy chị để bao lâu cũng được hết trơn, đắt mớ giùm em mọi người nha. Cái này là mới sản xuất luôn nè mọi người nghe, sản xuất vào tháng 4 nè. Tháng 4 mà cái này mới tháng 6 à, đắt mớ à. Mà thằng dụng nó có 3 năm rồi, bộ lụa lỡ có nghe chị Ngọc Thí ơi. Đó, còn màu tím, màu cam. Màu tím, màu cam, màu xanh nghe chị Dương ơi. Đồ tay dài 65kg có màu tối không hương có. Có nha, tay dài 65kg xe ơi. Rồi bộ này 101 mấy chị, 115.000 mấy chị nha. À, lấy cho em mấy chị. Pyjama tay dài á. Chị ông Dương lấy màu nào, lấy màu cho. Rồi 55-62 cái bạn đẹp mọi người nha. Rồi cái mã đuổi hồng giùm em nè, 100.000. 55-62 cái bạn đẹp á chơi, đuổi hồng giùm em, 100.000 đuổi hồng. Đuổi hồng, cho anh đuổi hồng giùm em nè.
Rồi áo khoác mọi người nha. Ồ, khoác đẹp chưa mấy chị? Áo khoác này thích bạn ngôm mấy chị nha. Là 56-57kg mấy chị bạn xe đếp là XL ha. 40-55kg bạn đẹp em nè, chứ mã đen. Đen 135.000 mấy chị yêu ơi. Chị nào lấy đen comment đen nha. Đen 135.000 mã đen mấy chị. Rồi khăn mấy chị gái nha. Khăn 65.000 cái khăn, khăn bự lắm mấy chị ơi. Khăn bự chà bá nữa luôn. Đẹp ghê chưa? 65.000 cái khăn giùm em nha. Ai lấy khăn comment khăn. Nó có màu hồng, màu xám mấy chị nha. Chị nào lấy khăn comment khăn. Có đơn quăng vô mấy chị ơi. Ok, đũa hồng trăm cho chị Kim Diệu nè. Mấy chị, rồi 60-65 cái bộ hồng này đẹp quá mấy chị. Rồi cho em mấy chị ơi, hồng này 101. Hồng 101 nha em nha, lấy hồng anh hồng mấy chị ơi, hồng 101. Đưa cái này lại chị xem coi đi. Cái xịt phòng mấy chị nên mua, em nói thiệt 55.000 thơm lắm. Thơm cực kỳ thơm luôn. Ừ, mấy cái đuổi nó đem đây, lấy mấy cái, ừ. Xe chó chống cho nó lại đi. Quá tùm lum rồi. Đây chị. Hãy từ từ xuống đi bà nội. Từ từ. Rồi mấy chị nghe, tôn nè, tôn lửng nè. Tôn lửng này xe bự nha mọi người nha, 70kg lại vừa nè. Chị nào không thích bận ơi, mày 65-67 lại vừa nha. Rồi bông xanh nè, xe cho mấy chị 70.000. Xanh, bông xanh 70.000. Á, à, bữa lấy màu hồng rồi phải không? Rồi giờ bữa nay chị muốn lấy màu khác đúng không? Chị comment em là xịt phòng đi chiêu. Chị comment xịt phòng đi mấy chai rồi chiều em coi lại chị chai cũ lấy gì rồi em lấy chai mới cho. Rồi mấy chị nha, 70 đổ lại vừa nha, không có 70, 65, 67 nha. Xanh 70 cho chị thị loại nè, ok chị loại. Tôn đẹp mọi người nha. Đây nè, xanh 70 em còn bộ mọi người nha. Rồi bơi em 70.000 luôn. Chị nào lấy bơ comment bơ mấy chị, bơ 70. Quá đẹp mấy chị gái nha. Tôn bơ 70. Chị nào lấy bơ chút bơ em nè. Quá xuất sắc mọi người nha. Đó. Tôn gì mà bị chơi đó mọi người ơi. Rồi bơ 70, ai lấy bơ comment bơ giùm em. Tôn đùi 65kg ha, để coi hồi si còn không nha. Rồi 65 67 là vừa mấy chị gái nha. Tôn này ra cánh tiên. Rồi cho mã đỏ mấy chị ơi, đỏ 70.000 luôn. Đỏ 70.000 mấy chị gái nha. Coi giùm em là quần lửng nha mấy chị nha. Lửng giùm em 70 đỏ. Rồi xanh lá mấy chị nha. Rồi cái mã lá nha. Lá 70 giùm em nè. Mấy chị nào lấy lá comment lá mấy chị gái nha. Lá 70.000 lá. Đỏ 70 cho chị lợi luôn nè. Ok chị lợi đỏ. Ồ bộ thổ cẩm này đẹp quá. Em thấy bộ bông thổ cẩm này ghê mọi người nha. Rồi 65-67 là vừa mọi người nghe. Chị nào thích bạn ngôm cao cao 70kg nha. Rồi cho mã thổ cẩm mềm em 70. Thổ cẩm 70 mọi người nha. Lá ok. Lá 70 cho chị Trần Điệm. Chị Trần Điệm nè. Rồi thổ cẩm giùm em mấy chơi. Thổ cẩm đẹp quá. 70.000 mấy chị giỡn bông nè. Dễ thương chưa. Bông là bông xanh khác mọi người nha. Thổ cẩm 70 cho hoa dại bộ nè. Ok, hoa dại mẫu cẩm nha. Rồi thổ cẩm ai lấy nữa mấy chị ơi. Thổ cẩm em còn 3 bộ, 70.000 thôi. Rồi xanh 2 mọi người nha. Xanh 2 giùm em, ai lấy xanh 2 cầm xanh 2. 70.000 mấy cục vàng thôi. Thổ cẩm chị lon kim bộ, ok chị lon kim. Rồi em còn bộ thổ cẩm mấy cục vàng thôi. 70.000 à. Rồi xanh 2 giùm em mấy chị gái nha. Xanh 2, 70k. Chị nào lấy xanh 2 cầm xanh 2 giùm em. Cái con này nằm đâu thôi. Con thối á. Rồi mấy chị ơi, 55-62 cái bạn đẹp nha. Rồi chơi mã hồng nè. Hoa hồng nha. 55-62 cái bạn đẹp chứ mã hoa hồng giùm em. 70.000. Đó, thổ cẩm cho chị Trần Niệm luôn. Cảm ơn chị yêu. Rồi 55-62 cái bạn đẹp mọi người nha. Cầm em qua hồng.
hoa hồng á chị. Rồi 55-62 kg bằng đẹp mọi người nha. Đó, còn em hoa đỏ. Hoa đỏ mà chị gái nha. Này là size nhỏ nha mọi người nha. 55-62 kg bằng đẹp, hoa hồng, hoa đỏ. Rồi 55. Ôi cái này bự mọi người nha. 60-65 kg bằng đẹp. Hoa đỏ cho chị Hoa Vinh. Ok. Rồi 60-65 kg bằng đẹp mọi người nha. Comment đổi chữ. 60-65 kg bằng đẹp mới chơi đổi chữ giùm em. Đó, quá đẹp luôn mọi người nha. Có 70.000 thôi. Rồi. Chị nào tay dài tay bự nè. Này nhiêu qua bên nè, 101. Đây tay dài tay bự mọi người nha, lụa mango. Đỏ cho chị Nguyễn Liên. Ok, Nguyễn Liên đỏ 70.000. Rồi mấy chị, đẹp ha. Đó. Đổi chữ 67 kg, đổi chữ mình còn không? Ok chị Huyền Hồ. Đổi chữ là thích cái này nè. Rồi mấy chị ơi, 65-67 là vừa nha. Lụa tay dài, quần dài giùm em mấy chị, 110.000. Đó, size này là size bự giùm em ha. 65-67 là vừa, chị là lấy comment là xanh đậu giùm em nè. Xanh đậu ha, xanh biển chữ nè. Xanh hồ cẩm nè. Rồi mấy chị gái nha, xanh hình, vàng, xanh biển. Rồi chị em lấy một tay dài, quần dài giùm em mấy chị. Đó, size 65 nè. 65-67 là vừa mọi người nha. Giá của nó là 101 nha mọi người nha. Đó, hình Doraemon luôn mấy chị, là tò dữ luôn á. Vải cực kỳ đẹp mọi người nha. Rồi 110.000 một bộ. Đó, chị lấy chốt giùm em nha. Trời ơi, tay ngắn bao la, chị Thấm ơi, chị nhiêu ký? 52 kg, không phải 52. Còn một cái cây tay ngắn nằm trong cái kẹt á. Tay ngắn pyjama nằm trong cái kẹt này nè. Cái chỗ số 1. Tay ngắn á. Thằng đó nó đem qua xe mẹ đi. Ở xong rồi chỉ bằng được. Rồi chị em nè, tay dài nè mấy chị nha. Tay dài này sẽ đại nha. Đó, xanh biển, vàng, xanh đậu mọi người nha. Chị mà lấy chốt em nè. Còn chị nào ở đây cũng sẽ đại luôn hết vậy. Xanh biển chữ 65 kg, ok chị lại nè. Xanh biển chữ đẹp lắm chị, yêu ơi. 110.000 một bộ, đẹp quá. Rồi nè, nó có hoa nè mấy chị. Ờ cái đó thôi. Ồ lâu lâu mới thấy thi chính xác bữa. Rồi hoa xanh giùm em mấy chị gái nha. 65-67 là vừa. Hoa xanh giùm em, 110.000 máu hoa xanh. Đó, hoa xanh cực đẹp mọi người nha. Rồi bi xanh luôn nè. Rồi mấy chị nha, sọc đỏ, hoa đỏ, hoa đỏ, rồi gấu hồng, đỏ gấu mấy chị gái nha. 65 là vừa, 110.000, tay dài lụa mấy nha. Ủa vải đẹp lắm mấy chị. Rồi lấy đỏ hình, comment đỏ hình giùm em, 110.000 đỏ hình. Đó, quá đẹp luôn. Lấy em bộ trên vai chị, bộ trên vai tao mới thì là bộ nào ta? Xanh đậu đúng không? Ok nè, xanh đậu nè, cho Kim Nguyên nè. Rồi vàng này cũng đẹp quá chị. Ai à? Cái gì? Đâu có quen bông nữa. Giờ điện thoại nghe máy hả? Ờ sao ngộ mấy chị shipper điện 3-4 ngày không nghe máy sao ngộ nha. Ở khúc điện đi đâu ta? Vàng mới chơi, vàng 101 giùm em nè. Ai lấy vàng comment vàng. Quá đẹp nha. Rồi cây Mima này còn có nhiều hết không đây? Cắt chưa? Mọi người nghe mấy chị, cái nào mà còn ít đẹp hơn nghe bán tặng lắm nha. Rồi còn nhiều là hết, mọi người nghe chuẩn bị bàn phím. Cái bộ này size đó là từ 40 kg đổ lên nha. 57 đổ lại đi, cho nó đẹp. 40 đổ lên, 57 đổ lại vừa nha. Rồi chị yêu nào chốt rồi bên lề giùm em nè. Lụa đẹp mấy chị gái nha. Chúng tôi nghe còn có cây màu à. Ôi xả tặng đi. Đó, 40 đổ lên, 57 đổ lại vừa cho Thu Trang đâu ta? Chị Thu Trang. Lụm liền mấy chị. Giá là 69.000. Đầu nó giận dữ mọi người nha. Rồi cho em mấy chị ơi, đỏ mèo 69.000. 40 đổ lên nha, 57 kg lại là mấy chị bận bao đẹp.
Rồi đỏ mèo giùm em, 69.000 mã đỏ mèo. Đỏ mèo 69.000. Vậy. Mai giùm đây à hả? Rồi xanh lá giùm em mấy chị gái nha. Trời ơi, mà thương trang rồi, đó gì đẹp quá. Rồi lá xanh lá, cho anh xanh lá giùm em nha. 40 đổ lên, 57 đổ lại đẹp giùm em mấy chị nha. Đỏ mèo xanh lá. Rồi sọc xanh đen. Chuột cam. Ờ, cái này không có xe đại nha chị yêu ơi. Rồi hồng. Hồng hộc dịch. Xanh ngôi sao. Trắng. Rồi anh lính. Cam hả? Có cam không? Cam lần nào quá trời. Cam đâu? Đâu có cam. Cái này không có 65kg nha người ơi. Cái này không có 65kg chị. Rồi, chị lấy màu nào comment màu em nè mấy chị gái nha. Đó, màu xanh nè, màu đỏ nè. Màu trắng nè. Ở đây cam nè. Trời ơi. Cam gì ngọc trần nè. Ok, ngọc khí nè, xanh đậu có nha, xanh đậu kim nguyên á. Ủa, bấm rồi mà. Chị Ngọc Thí này nãy sao có số điện thoại của chị ẩn mất tiêu nè, không có bấm số điện thoại của chị được nè. Ngọc Thí lấy cái bộ gấm hồng. Mở màu đen ha, đây không phải màu đen nha, cái này là lính. À, màu đen không? Ờ, à, đen. 55kg vừa nghe chị Long My ơi, đen này chị đen, đúng là đen. Đen hình cái môi chị ơi, đen cái môi. Long An. Long An chị ở đâu? Chị chỗ nào chị mà không nhanh dây cuộc miệng thì bên em gỡ ra bình thường. Rồi nè chị lấy đen cầm đen em nghe mấy chị ơi, 69.000. Đẹp hết mấy chị nha. Đó, trời trời dễ thương không mấy chị hồng nè. Cái này em xe gì chị Đặng Thấm đó mà chị Đặng Thấm không được là em bó chân nha. Ok, chị Đặng Thấm nè, em theo gì chị đó. Đấy chưa, 69.000 chị Thấm đen nè. Rồi hồng hộp dịch lộn, hộp dịch chiên, hộp dịch nướng. Đó. Đem hết rồi chị Kim Diệu ơi. Ờ. Chị ơi, chỗ nào mà chị cảm thấy nhận hàng được thì mua chị chứ em đâu có biết Long An hay sao đâu. Hồng cho chị Bích Loan vỏ nè, 69.000 nè. Ừ. Rồi xanh mấy chị ơi, ai lấy xanh rồi bên xanh giùm em nè. Cần không nhắc á, nhắc nó. Cảm ơn nhắc nó. Rồi xanh giùm em mấy chị ơi, 69.000 mã xanh nè. Xanh 69.000 xanh giùm em. Lộn mọi người ơi, lụa đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn á chị. Rồi trắng giùm em nghe, trắng chữ nè. Trắng chữ này sáng ơi mọi người nha. Rồi lấy trắng rồi bên trắng giùm em nè. Đó, bây giờ em còn trắng nha. Rồi em còn đỏ nè. Xanh lá nè. Vậy. Ai à? Rồi. Nhiêu ký? 45-58kg bằng dừa chị ơi. Rồi chị em nào chốt comment màu em nha mấy chị gái nha. 69.000. Rồi comment em mấy chị ơi, comment em là sọc đỏ nha. Đây mấy chị, sọc đỏ giùm em 69.000 mã sọc đỏ. Đó, quá dễ thương luôn. Đỏ mèo chị Ngọc Thím chốt rồi. Rồi xanh cho chị Trinh Thi, xuống cái gọi đi chị Trinh Thi ơi. Đây xanh cho chị Trinh Thi. Chị Tâm Gà, cái này là xe nhỏ nha chị Tâm Gà nha. Xanh lá là chị Tâm Gà luôn nè. Ai nữa? Rồi 69.000 lụm nhanh đi. Chị Hai. Chị Hai ơi, sao cặp già. Bây giờ mà xe nó đến kịp rồi. Lon giờ nó không mê đồ nữa. Xanh cô ban. Cho xuống gọi đi chị. Cho xuống gọi nha, 69.000 mấy chị mua giùm em á, kiếm gì cho đủ đơn nha. Chị Hai của tao đang đợi gia dụng về. Rồi bây giờ em còn xanh lá mọi người nha. Rồi đỏ sọc nè. Ồ bụi dữ rồi. Rồi đỏ mèo. Đỏ mèo nha. Cái gì? Nãy thấy ba bị đơn. Ba bị đơn là gì? Rồi đỏ mèo. Bà bị
lon. Đã thấy ba bidon. Trời ơi, ngủ á. Ờ, có. Có nghe, 49.000 bộ. Bima 65kg hả? Thay mày chi lùng coi thay. Ê, thay ơi, bên đó là gì? Thay mày đem coi cây bên đó gì thay không coi thay. Bên đó thì thay mày đưa cây bên đó gì thay thay sao coi. Mày để trong tiên nó ship đi. Mày lấy đồ với dẹp đồ thôi, rồi xong rồi có mày ngồi mày dọn tiên ship ra bao. Được á. Ê, hình như chị nhớ còn cây tôn đó đó thay. Cây tôn nó còn phải sao bự không? Cây tôn đùi á. Và không bao giờ nghe máy từ trang cũ xì cho tới trang mới luôn. Ồ, ồ, đứa nào chó, đứa nào mà đưa một cái cây sò lơ tút hay dữ vậy. Ok, đổi sọc cho chị Diệu Hiền nè. Ok chị, không lấy xanh lá là lấy lấy cái xanh coi coban cho chị rồi đó. Rồi, ok, chị Long My có hơi sọc nha. Rồi mọi người nghe cái này như đùi cái gì nè, đùi to cái gì nè, nó xe cho chấm trong đó ra coi. À, còn bà Triệu Dương gì, chị Triệu Dương, chị xài điện thoại là không có xài sim hay là sao chị? Mình xài điện thoại chú ý cho vui hay sao, chứ là chú ý là mình xài để mình coi mạng đi không, chứ mình không nghe điện thoại hay vậy? Ôi ôi, mấy chị nghe, con đùi đẹp ha. Rồi 55/2 cái bằng đẹp vàng 50.000. 55/2 cái bằng đẹp mới chơi vàng 50.000. Nó xanh đá là size từ 40 đổ lên, 57kg là vừa ngay từ tâm giờ ơi. Rồi bộ đùi này đẹp mùa nghe, 50.000 bộ thôi. Đẹp á, ton nha. Rồi 55/2 cái bằng đẹp nè. Hồng giùm em 50.000. Ồ đẹp á chị nha. Có quần màu áo bông không hương có nha chị. Chị Bích Loan Võ ơi, ủa mấy đứa đưa cho chị gọi mà ta. Chó Loan Võ có giày dao chỉ đơn gì rồi, vàng 50 cho chị Nguyễn Quốc Thuận nè. Đồ ngựa 50.000 cho chị Ngọc Trần nè. Giờ là mấy đứa nó chưa đem xuống cho chị á chị ơi. Không nhắc mấy đứa cho nó giao, trời nó bắt đồ quay. Đem hổng nay đó chị mà nó chưa giao chị á. Cái gì vậy? Lấy cái bộ xanh của ba nó. Ừ. Trời ơi, đỏ sọc lại bộ này nè mấy bà nội. Trời ơi, mới xong. Rồi, chị có quên lẻ không có. Rồi, đen giùm em 50.000. Tên đùi đẹp nha mọi người nha. 55/62 cái bằng vừa 50.000 anh ơi. Lấy cái ba đồ của con vô đi anh, đồ nó khô anh ơi. Rồi, đen giùm em sọc với chị, đen sọc 50.000. Chị tâm gà nhiêu ký chị, bỏ vào đầu tâm gà ra kìa. Bỏ đồ xong nó chị tâm gà ra, chị không vừa nghe chút ký giùm em. Đen 50 cho chị Phúc Thịnh nè. Rồi mấy chị gái nghe comment em gọt hình nè, 50.000. Con đùi đẹp mấy chị ơi, 50.000. Đó, xả cho chấm nha. Vậy mà thấm chưa đưa. Ồ, để em coi gái nha. Đen sọc, em hết đen sọc rồi. Em hết đen sọc rồi mọi người nha. Em lấy xanh đen cho chị Trần Niệm nha. Xanh đen cho chị Trần Niệm nè. Rồi để em hỏi nó thế coi. Rồi mấy chị gái nghe, chứ mã sọc hồng á chị, sọc hồng giùm em 50.000. À con gái 67kg không vừa đâu chị. Rồi sọc hồng giùm em 50.000 mấy chị gái nghe, quần có túi mấy chị, đẹp quá. Ok chị Niệm nè, 55/2 cái bằng đẹp mọi người nghe, 50.000 hồng cúc xanh, xanh biển đỏ. Rồi mấy chị ơi, sọc to. Sọc to giùm em mọi người nha. Cho em 50.000 bộ thôi mọi người nghe, dễ thương quá. Ồ mấy chị cực kỳ dễ thương luôn á. Trời ơi, đồ gì mà có 50.000. Quần hai túi luôn mấy chị gái nha. Con đẹp ghê luôn nè. Nó 50.000 bộ nha. Nó màu hồng nè. Ồ thổ cẩm được cũng dễ thương mọi người nghe. Nó có mấy bộ à, lụm luôn đó mấy chị ơi. Cho nó chống nhà. Rồi 50/50 mọi người nghe. Đó, bộ đùi có 50.000. Rồi lụm quý vị ơi, 50. Bộ này chị Trang Niệm nè. 50.000 mọi người ơi, dông tới dữ rồi. Đó mấy chị nghe, sọc to nè, dễ thương không. 55/62 cái bằng đẹp mọi người nghe, sọc to giùm em 50.000. Ông Hiền không giờ đẹp, ông ngồi ngắm gì vậy trời. Rồi
trời, sọc to giùm em 50 với chị. Bà em đang mặc 49 ngàn nè chị. Bộ mặc 49 ngàn. Còn con này 50 ngàn. Ở mọi người có mấy bộ mà em cũng mới nữa hả? Sao buồn vậy? Sọc to chị Bích Lon vỏ nè, có 50 ngàn rồi mấy chị ơi. Ton, ton Lon ơi. Bộ này 50 ngàn là ton nha, còn mà đang mặc là lụa nè, cục vàng thôi. Sọc to em hết sọc to rồi. Rồi hoa cúc mọi người nha, baby doll còn ít. Chưa lai hết nữa kìa. Rồi hoa cúc quý chị ơi, hoa cúc em 50. 55 tháng 2 cái bằng dừa hoa cúc nha. Bộ mặt có được cái dừa. Đẹp. Còn không còn nè. Ai à, lấy mấy bộ. Bóng bộ tên đùi hả? Rồi bóng bộ cho bóng bóng màu luôn. Đây, bóng bộ, bóng màu. Đó, quá đẹp luôn. Nói như đây là còn bất cười quá đó, mày nghe bà nào bà Ly mới mua. Đang lại chút xíu tâm sự. Ok, vậy Ngọc thấy cúc xanh là hết đơ hết luôn. Rồi, chị thấy cúc xanh là hết luôn nha mấy chị gái nha. Đó, có 50 ngàn à. Rồi mấy chị ơi, em qua tới kiểu này mấy chị dễ thương nè. Anh xíu tâm sự nó giờ tao nói thi mà tao quên tiêu. Mấy cười uống chết luôn. Ngày mai em mua thêm hỏi đi đơn được không? Dạ không nha chị. Hàng sale bên em không có giữ đơn mấy chị nghe, nhất là đồ chơi nha. Chị nào mua có đồ chơi này kia là... Ví dụ như mọi người muốn giữ đơn á, là đồ chơi là tới mấy chị là hết nha. Tại vì bên em là hôm nãy chốt đồ chơi không đủ mọi người nha. Nó em có dự bị, ví dụ như khách mới để không bán mọi người nha. Em bán khách mới khách cũ hết trơn. Mà chị nào đi trước thì mình lấy trước, vậy là đi sau thì mình chắc không có nha mấy chị. Lụa hay ton hơn, cái đó ton là em hết luôn rồi chị Hạnh Phúc ơi. Còn em đang mặc là lụa nè. Đẹp ghê mấy chị ha. Rồi bộ này dễ thương mọi người nha mấy chị. Đó. Đẹp hay ăn giải đẹp phía ghê luôn. Rồi 50-60kg bằng đẹp giùm em mấy chị gái nha. Đẹp chưa? Ôi ôi mấy chị đẹp ha. Rồi sale bộ này cho mọi người giá của nó là bao nhiêu ta? 80 ngàn đi. 50-60kg bằng đẹp mấy chị ơi. 80 ngàn màu đỏ mấy chị gái nha. Màu hồng. Dạ đủ đơn thì bên em đi hàng. Chị chứ em đâu có nói là chị mua chứ mua hay là không mua đâu chị. Bộ mặt 82 là vừa chị ơi. Hồng 80. Đỏ 80. Xanh đậu 80 luôn. Đẹp mấy chị. Nói chung là mấy chị biết không, đồ chơi của em quá chặt rồi. Em ham, mấy chị đem mơ đem về đó. Rồi tùm lum hết trơn. Bỏ ra mặt còn nhiều màu nha chị Diệp Trần ơi. Rồi xanh giùm em mấy chị gái nha. 60 lại vừa mấy chị, 80 ngàn. Mấy chị ơi quá đẹp luôn. Xanh đậu giùm em 80 nha. Đỏ, hồng, xanh. Đỏ, hồng, xanh, vàng, cam, biển. Rồi mấy chị ơi chứ em 80 ngàn. Đó. Bộ ton 65kg lửng hay là đùi chị? Lửng hay là đùi? Rồi chị em này chốt bộ này cho mấy chị gái nha. Lưỡi thương nha. Ôi ôi thương mấy chị. Đó, đưa mấy cái mẫu kiểu thương chị gì coi thi. 60kg nè. Đùi hả chị? Đùi hết, hết trơn cái gì rồi. Đùi em cũng biết là thi đùi con đùi mình còn không? 65kg á. Rồi xanh giùm em mấy chị gái. Ôi không nè. Rồi 50-62 cái bằng đẹp mọi người nghe. Xanh giùm em mấy chị 80 ngàn. Bọn này bằng dễ thương lắm rồi. Ồ mấy chị nghe cái quần nó có ren nè. Cực kỳ dễ thương nha. Rồi giống mã xanh ren nè. Xanh ren, hồng ren giùm em mọi người nghe 80 ngàn. Dễ thương rồi luôn. Quá đẹp mọi người nha. Rồi xanh ren, hồng ren giùm em 80 ngàn một bộ mấy chị gái nha. Cho nó lấy chốt này giùm em. Xanh ren, hồng ren. Đồ cây này đẹp ghê luôn, lấy không đẹp, lấy rồi bán không được, tức tạc, tức tui. Tặng tiền hơn thi luôn, hết tiền ha. Rồi nè chị, thêm đăng mặt nè mấy chị ha. Nè còn xanh thổ cẩm nè chị. À, trắng thổ cẩm. Gấu trắng. Cái này nhỏ. Cái này nhỏ nè. Rồi gấu hồng nè chị. Đó gấu hồng giùm em á. Em bạn là thỏ xanh nè. Đó chị 60kg là chị bạn mấy bộ này nha. Đó có 49.000 bộ à. Gấu hồng. Rồi để coi con này coi nó bự không. Rồi đó, sóc vàng. Đó 60kg là đẹp á. Sóc vàng giùm em nè. Ok Diệp Trần gấu hồng cho số điện thoại lên đây chị ơi.
49 nghìn bộ mọi người nha. Lấy mèo đỏ comment mèo đỏ mới chơi. Mèo đỏ giùm em. Cái này là còn có nhiêu hả? Bên kia còn gấm hả? Ồ ồ gấu trắng dễ thương mấy chị nha. Đó, chừng nào lấy gấu trắng giúp gấu trắng giùm em. Ừ. Rồi 49 ngàn mấy chị ơi, gấu trắng nè. Rồi đành đồng 49 không chờ tao mua tức còn trâu Thái Lan mà ăn nè. Mày ăn bao nhiêu nè, Barbidol nè nó có màu hồng nè. Đó, gấu trắng chị Diệp Trần ơi, bà cho số điện thoại lại coi sao bên đây không có số điện thoại bà vậy trơn nè. Rồi nè, Barbidol hồng. Nó lấy hồng xích nha. Đó, gấu trắng mình hết muốn gấu trắng không đây. Gấu trắng em hết rồi chị Kim Diệu ơi. Không hết, không thế. Ờ, không thế. Không thế đó. Trời ơi mọi người nghe, 55 56 này vừa. Rồi, cho em mấy chị ơi, mèo xanh nè. Mèo xanh. Rồi hoa vàng này cũng đẹp quá vậy thôi nha. À, hoa vàng giùm em nha. 60 đó đẹp mấy chị, hoa vàng. Chị Tâm Gà em thấy chị cái gì? Ok chị nha, kiểu giống gấu trắng đó. Hôm qua 89 ngàn còn không, chị Thu Thảo nhiêu ký? Kiểu giống gấu trắng nè. Ồ mấy chị hồng chữ cũng đẹp lắm. Trời ơi mấy chị nè, nè hồng chữ giùm em nè, dễ thương không? Đó, 60 nó đẹp mà chị ơi, hồng chữ giùm em nè. Ấy, kiểu giống gấu trắng rồi sao nó giờ không lo comment, kiểu giống gấu trắng bao la. 63 kg, 63 kg hồng hả, chắc hết quá. 63 kg là... Phê 3. 63 kg cao nhiêu chị? Coi ráng phê 2 được không? Nè, kiểu Barbidol nè. Xanh trong mặt trời nè. Được không? Khô gà bán sao? Bịch nhỏ gì là 60 ngàn nữa chị nha. Nửa ký thì 120, 1 ký thì được giảm giá còn 220 nha chị ơi. Rồi nè, xanh mặt cờ chờ nè. Kỹ giống gấu trắng thì coi coi thi. Lấy cho nó để nó chờ. Một đống rồi đó đó. Kiểu đó ít lắm. Ờ. Chị hàng Acho Limit gì đó, chị cho số điện thoại ra đi chị. Ờ, để mất công điện chị của chị bỏ nữa. Rồi mọi người nghe mấy chị chấm hoa đỏ giùm em nè. 60 là đẹp mấy chị hoa đỏ giùm em nha. Bịch em cầm là 60 ngàn. 250 gram 60 ngàn nha chị ơi. Rồi hoa đỏ mọi người nha. Nó là lấy hoa đỏ chúng hoa đỏ giùm em. Có 49 ngàn hoa đỏ. Kiểu giống gấu trắng nè. Hình như kiểu đó cũng ít nè. Chứ đâu có nhiều. Đa số mấy kiểu này không nè. Trời ta. Ừ. Chỗ đó ít sạch à. Ít lắm. Chừng 5 tháng bộ à. Thấy không? Đâu có nhiều đâu. Hình như là có mình gấu trắng là có kiểu đó à. Thấy không? Ai biết? Rồi xanh giùm em mấy chị nha. Xanh thổ cẩm. 69 ngàn xanh thổ cẩm nè. Đó. 69 ngàn bộ mọi người nha. Đó. Dễ thương mọi người ơi. Đẹp quá. Rồi, hồng và đỏ ok. Thì bà nội xanh thổ cẩm 49 ngàn bà nội. Cái gì? Tập 59 ngàn. Cơm gà lá chanh hay chứ đổi lá chanh chị ơi. Cơm gà lá chanh nha. Áo hả? Áo đó như mình sao hết trơn cái gì? Đâu lại còn cái áo kìa. Đâu lấy cái áo bác coi bác chịu không? 50 ngàn cái gì đó. Ừ. Nè áo thì sao bà 50 ngàn luôn nè. Bà nó sao cái này hết trơn không kì? Rồi nè, áo von nè, nè, xe có 50 ngàn nè, còn một cái cuối cùng nè, cái này là không nghe máy hay gì nè. Ở đây còn cây này bu bu, đêm nay tao bán 3-4 ngàn nữa thôi. Hai cây bu bu đó thôi, bán 3-4 ngàn cái gì hết mẹ đi. Rồi áo này có 50 ngàn mà nghe von đẹp ghê không nè. Đó. Rất lại con cái một nè, không nghe máy gì nè, 50 ngàn đó. Hồng với đỏ để đại đi, hồng nào đỏ nào để đại đi. Chị nè. Rớt hoài luôn hả, 55
lại vừa nè. Rồi chiếc mã 2 vàng 50.000. 55-56 là giờ đó, 50.000. Rồi 50.000 có màu đỏ màu vàng cho nó chứ em, 50.000 đỏ vàng giùm em mấy chị. Đỏ vàng 50 nè. Rồi bộ áo khoác này sao gặp cũng hoài trời. Áo nó nhiêu 50, áo nó 62 nó lại vừa nó chị 18 rồi. Áo 62 là vừa chị xe 50.000. Rồi bộ khoác mấy chị ơi 65-67 là vừa nha. Đem về mấy chị bạn áo khoác cũng còn ngợ luôn nè. Nãy bán được chưa bay? Còn hả? Bán rồi hả? Bán rồi hả đây? 70.000 phải không? Ờ mấy chị 70.000 bộ này nè. Không mà lấy em đem ra em giặt luôn để dành bạn áo khoác thôi cũng được nè. Cái quần em bạn rộng nha. Rồi 65-67 là vừa bộ khoác giùm em mấy chị, 70.000 khoác nè. Vậy là lấy khoác là mình khoác giùm em. Khoác mấy chị. Rồi mấy chị ơi, 65 là vừa nha. Ở đâu còn bộ mấy chị nha. Ngố, quần của mày đẹp nha. Rồi cảm ơn chị Xuân Thanh nè. Ngố đẹp cực kỳ. Rồi bộ này lấy chốt sale luôn cho mấy chị. 55.000. Ok, 70 cho chị Hằng Nguyễn nè. Rồi bộ này 55.000. Rồi chị nào lấy chốt hai bộ này em sale cho mấy chị 90.000 luôn. Bộ của 45.000 luôn nè, chơi luôn. Ai 55kg là vừa chốt combo 90.000. Đó, tôi bán cho bằng đi cho bằng được. Bảy chục lon vàng muốn gì bảy chục à? Kim Cúc Nguyễn 55.000 cho số điện thoại giùm em đi chị. Cái này đâu rồi thi? 55.000 cho em số điện thoại đi chị. Rồi combo hai bộ 90.000. Bộ ngố đó mẹ con vừa không? Cái gì? Không vừa. Không vừa nghe người ơi, không vừa. Ngố 55.000 hai chị cho số điện thoại đi hai chị ơi. Rồi một cái đầm mọi người nghe dễ thương không? Đó. Cổ tôi đồ ngủ nha, biết rồi chị ơi. Kim Cúc Nguyễn nè, ngố 55 nè. Cho rồi. Cho rồi. Ủa chứ cho sai số gì mà nó không nhập vô số đó ta. Rồi chị Thu Thảo. Bộ ngố 55 nè. Không có số 05 đó đó. Rồi đi. Rồi lấy cái ngố đi thi ơi. Mày bỏ cái phim nó xếp đi. Rồi cái đầm mấy chị gái nghe. Đầm đuôi cá đẹp cực kỳ mềm luôn nè. Rồi lấy đầm treo đầm mấy chị 60.000 cái đầm. Đầm 60.000. Con bò 60kg không vừa nghe. 55kg à. Bộ này 55kg là vừa nghe. Em còn hai màu xem mấy chị hai bộ 90. 55 đó lại thì được. Kim Cúc Nguyễn rồi đếm lên đủ số không? Chị Hứa Nguyễn cho 11 số cũng vô luôn. Rồi con chuột này lấy chốt chuột 55.000 luôn nè. Chuột 55.000 cho lấy chuột comment chuột cho em nha. 65-67 lại vừa. Combo quần dính đất nha chị Bích Phương ơi. Rồi con chuột 55.000 cho lấy chuột comment chuột. Ngố 55 nha chị Trần Thí nè. Rồi comment chuột 55.000 mấy chị yêu ơi. Chuột 55.000. Rồi ấy, chuột 55 cho Kim Nguyên bộ nè. Chuột 55 chị Kim Cúc Nguyễn bộ nè. Chị Trần Thấy lấy ngố nào ơi chị Trần Thấy. Trần Thấy lấy ngố trước quá. Ừ. Kim Cúc Nguyễn cho số thoại đây. Rồi chuột 55 chị Lan Xuân nè. Chị Kim Cúc Nguyễn ơi cho số lại chị Kim Cúc Nguyễn ơi. Nó bị dư số rồi. Nó bị dư số nghe chị yêu rồi 11 con lận. 2, 4, 6, 8, 10. Ok. Rồi cho nó lấy chuột comment chuột mọi người nghe. Cái này gọi là sale bỏ mẫu mọi người nghe. Giá 55.000 là sale bỏ mẫu mọi người nghe. Văng cái mẫu luôn. Văng luôn. Văng em với Thi với Tiên luôn mọi người nghe. Rồi chữ 55.000 luôn mấy chị. Chữ. Còn nào tao nè lấy không? Có mẫu khác chứ con chuột. Ngố nghe, ngố mấy chị. Rồi mấy chị chữ 55.000 luôn. Ai lấy chữ comment chữ. Đây là chị quần nó gì nè nghe. Trời ơi mấy chị ơi, hai bộ có 90.000, có 45.000 một bộ à. Thiệt. Em bạn không vừa chứ em bạn vừa em lụm rồi. Em bạn nó hơi rộng. Nó cong bóp lại. Đẹp lắm. Chữ 55.000 chị Nguyễn Nga bộ. Cảm ơn chị yêu nè. Chị nào lấy chữ comment.
tên Chữ mọi người nghe, Chữ giùm em. Chữ còn không? Chữ 55 ngàn cho Kim Nguyên bộ nè. Ờ, có 55 ngàn vậy Thi. Thi ơi, bao số 03, 55 ngàn Thi ơi. Rồi, chị nào lấy comment mọi người nghe, chữ còn bộ nghe, 55 ngàn. Áo thân dài hả, ngốn rồi chị. Chưa ra nè, ừ. Lấy xui. Em lấy chị làm gì giờ? Rồi, ok, con bộ chị Bích Phương. Chuột 55 ngàn cho chị hôn, 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 hi, hi, hô, 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 hô. Khóc, hô, hô, mà tên gì, em nói mới không kêu tên gì coi chị. Rồi, chuột, con chuột, mọi người nghe, chuột 55. Ôi, ôi, coi nè, đó. Ấy bán cho găng sát luôn đó quý vị, màu đẹp lắm nha mọi người nghe, quần có túi nghe, quần nó như quần u mì đó. Đẹp lắm. Combo 90 em hết rồi chị Thí ơi. Rồi con chuột 55 ngàn. Rồi chữ thì em 55 ngàn. Chữ thì mấy chị nghe mấy chị bận lên dễ thương dữ lắm. Rồi hình giùm em luôn mấy chị ơi, mã hình. Hình giùm em 55 ngàn mã hình nghe, chị nào lấy hình chút hình. Sở luôn, mơ cho tiền thì Bình Dương bắn thương luôn. Hình mấy chị, hình. Y như in hợi thanh quần hình nghe, chị nào không biết em đánh dần cho. Hôm qua hai bộ chị dần thấy có đơn không? Chị dần thấy được một bộ, hồi sáng em điện cho chị đó, chị chắc được một bộ gì 70 ngàn á. Hôm qua một bộ, bữa nay một bộ nữa luôn. Hai bộ nữa, hai bộ rồi, ok. Hello. Không ngờ các bạn không ngoan quá bạn. Hạnh nhất là không con ngang lùng. Rồi lấy chữ thôi mẹ lộn hình mấy chị ơi, mã hình giùm em nha. Hình 55 ngàn hình. Ê ê đừng con đừng. Rồi mã xích mọi người nha, ai lấy xích comment xích giùm em nè. Mã xích 55 ngàn mấy chị yêu ơi. Đó có đơn quăng vô mọi người nghe, đẹp lắm mấy chị mua thử bộ đi. Em thả là đi Bình Dương bắn tương đó mọi người. Rồi hình trắng giùm em 55 ngàn luôn. Ủa như không biết nha. Đó, 55 ngàn một bộ mọi người nghe, 65, 67 là vừa nghe, 50 đổ lên này là dặn ngố cái gì nha. À, áo thì quần bó, còn áo thì thân dài, nghe em nghe lộn, quần bó áo thân dài. Rồi 55 ngàn mấy cục vàng ơi, ngố mấy chị, ngố. Vậy là lấy ngố chút ngố, bán gì ghé chứ thầy. Hình trắng mẹ con vừa không? Cái quần này em lấy chi bằng con vừa hả? Áo thì vừa mà sợ quần mẹ bạn không vừa nè, có cái bộ này là mẹ bạn vừa nè thi. Không biết chị chịu không mà. Ừ. Nè cái bộ này thì mẹ bạn vừa nè, chịu không? Đó nè. Cái quần thấy bự mà thi. Vậy hả? Vậy hả chị? Chị đạp được không chị? Đạp được đạp em đi chị gái thôi. Rồi gấu giùm em nè. Gấu 55 ngàn mới chơi gấu. Trời ơi, bây giờ này mà mấy mẹ ngoài chợ đâu chơi người ta. Yến Phạm ơi. Xeo gọn dẹp gọn gàng coi. Đi tối ngày. Gì tới hẹn dặn ta luôn rồi đây. Dặn luôn hả? Dặn luôn hả? Dặn luôn hả? Dặn luôn hả? Rồi gấu mà dây. Gấu dây Yến Yến nè. Ok chị Yến con gấu nè. Gấu mà dây, lấy con gấu chung gấu giùm em nè. Đó xeo lên có 55 ngàn. Cậy mẹ đi cho nó chống đi. Gấu 55 ngàn mấy chị. Ờ gấu thì Kim Nguyên nè. Ok Kim Nguyên. Rồi vậy nào lấy gấu comment gấu mấy chị ơi. Ồ cái này đẹp quá mấy chị ơi. Phải nói tôi ra coi chị. Trời chị coi coi miếng mà sửa không được thì để em đổi lại cho chị. Sớm lại nữa em đổi lại cho nghe chị gái nghe. Tại nhiều khi đó, nó làm nghe khúc nói bên em không thấy á. Chứ thấy là bên em bỏ lại rồi. Rồi Kim Nguyên bấm chưa Thi. Rồi mới chơi còn anh gấu bự. Tao thấy giờ mà rồi ta. Gấu nè. Ủa tôi nhớ thấy rồi người ta. Ok gấu chị Phúc Thiện luôn nè. Rồi con gấu bự. Mấy chị
55.000 tờ ơi chị ơi, kiểu như dạng mà tồn kho đó chị, còn ta sale ra thì em sale theo vậy đó chị, đúng không? Vậy hả, thun lạnh ngốt Quảng Châu, thun lạnh nghe chị, nghe thun lạnh vải đẹp, trời ơi 55.000 đẹp lắm mọi người. Mấy chị nhớ em là hai bộ mới đi đơn nghe, mà bỏ mới đơn mấy chị nghe, hai bộ là 101 đó mấy chị, đẹp ghê chưa. Hai bộ 101 đẹp lắm. Rồi nâu mấy chị ơi, lấy nâu chút nâu mấy chị gái nha. Ồ nâu cái này là cơ rô trùng bích. Rồi vậy nè mấy chị ơi, cơ rô trùng bích giùm em mấy chị nghe nâu. Ờ à, lấy nâu chút nâu mấy chị gái nghe, nâu giùm em. Bà chị nè, chiến như chằn bắn đường này chị, 55.000 đẹp. Ok nâu nè, nâu chị Thu Thảo nè, coi nâu còn không, bao nhiêu ký dừa. Ủa nâu có một bộ nâu hả bạn? Rồi hết nâu nè. Rồi chữ mọi người nghe, chữ nè 65-67 là dừa mọi người nghe, giá 55.000, không lạnh Thái, Long Thành Quảng Châu. Rồi lấy gió mọi người nghe, đó quá đẹp luôn. Rồi 55.000 quần què ở lộn mấy chị ơi. Không có, tính nói là quần ông mì. Rồi mấy chị gái nghe, lấy comment chữ mấy chị ơi. Rồi dọn dẹp đi bà Thi ơi. Bà ngồi bà ghẹo khơ hoài. Ta đang quẹo mọi người, ta đang quạo trong người, bà ghẹo khơ không? Hả? Quần què ăn thi nè, nó ghẹo khơ. Tao với thi nó đúng, muốn tìm nó tào lao phải không? Đẻ 2 tháng sai. Đẻ 2 tháng sai gì bà nội? Đẻ cách đây lâu lắm rồi. Còn nghe chị Nga, tại vì biết sao không, chị cực kỳ là khách dễ thương, dễ thương dễ mến, nên thi nó giữ đơn cho chị đó. Ok chị Loan Kim nha. Tại vì á, ngần ngần mà nó biết là chắc ngày qua chị bận cái gì á, chị mua cái đó mà. Chị nào mà giữ đơn không xả em mới giữ. Rồi mấy chị ơi, comment là con ngựa. Tôi thấy là gì vậy? Cái gì vậy hả? Rồi con ngựa mấy chị ơi, comment con ngựa giùm em nè. Chị comment con ngựa đi cho bấm bấm biêu. Rồi con ngựa mấy người ơi, con ngựa mọi người ơi, con ngựa có một con một mấy chị gái nghe, mấy chị nè, mấy chị đem về, mấy chị bà bỏ mấy chị lên đây nè, mấy chị kéo nghe. Rồi ngựa mấy chị ơi, 55.000, trời ơi, bán 55.000 mà ế là miếng bán quá mày. Có ngựa, chị Lý Trần con ngựa xuống hội đi chị, đẻ con 2 tháng xài kem body được không? Ừ, bởi vì cái từ ngữ Việt Nam nó rất là khó nghe mọi người nghe. Rồi chị Lý Trần cho xuống hội lên. Nghe. Cần bỏ cái quần giấy á, chịch. Nghe là biết rồi, bỏ quần giấy nó chịch á. Bấm ra, mở cho nó nghe lại coi. Rồi, ngửa hết mọi người nha. Cái quần giấy này nó bự hơn cái quần cũ. Bự hơn hả? Nó bự hơn chút, bởi vì nó đụng hết hai bên luôn. Vậy hả? Bởi vì em thấy ủng cực kỳ. Sao lon dạng á, mày mua sao quần giấy nó bự hơn hả? Bự hơn, đụng là nó vừa hết. Hai bên nó bị cả. Rồi mọi người nghe mấy chị, 55.000 mấy chị mua từ hai bộ nha, rồi lẹ đi mấy chị ơi, đặng qua nè. Rồi còn mấy chị ơi, trắng còn nữa hả? Còn có bị trùng không bà nội? Rồi xích mọi người nghe, xích giùm em luôn, 55.000 mã xích mấy chị gái nha. Xích 55.000. Rồi con gấu bự, à lấy comment gấu bự mọi người nghe, gấu bự 55.000, gấu bự nè. Rồi mã chữ thêm còn mấy chị nha, chữ nè. Rồi mấy chị gái nghe, chuột giùm em 55.000 chuột luôn nè. Nó trùng cái gì bà nội ơi. Rồi lấy chuột giùm em chuột mọi người nghe. Rồi chuột giùm em nghe, chuột 55.000 mã chuột, ai lấy chuột giùm em chuột. Đó. Cái này coi có trùng không? Xếp ai ngay qua đó đi. Rồi lấy hồng, comment hồng em nè. Em bầu con ngựa không? Không chị. Con ngựa còn không? Cái đèn ngựa còn nè. Ok nè, ngựa cho bà Nhanh Nguyễn nè. Con ngựa, còn ngựa không? Con ngựa đâu hả? Không phải, cái đó khác mà có ơi.
ngứa 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 nè, có là chữ nè, không cái chị Lý Trăng nè, chị Tiết Thiên Nguyễn, em đưa chị vô dự bị nha chị. Chị chị kia không có là không nghe máy là qua chị đó. Rồi trắng giùm em luôn 55.000. Hello chị Hương nha. Rồi giờ lấy trắng rồi bánh trắng luôn ơi, 55.000. Đó, cái là ngố đẹp á chơi. Đó, trắng giùm em 55. Giờ lấy trắng rồi bánh trắng mấy chị ơi, trắng. Rồi comment chữ đen. Chữ đen mùa nghe mấy chị coi nè, không đẹp lắm mấy bà ơi. Đẹp lắm nha. Gì vậy? Chữ đen, lấy chữ đen, comment chữ đen. Rồi mấy chị gái nghe, ôi với Hương mấy chị nghe cái tay búp búp nè. Rồi nè, mặt trắng. Chị lại lấy mặt trắng, comment chặt trắng cho mấy chị ơi, mặt trắng 55.000 mã mặt trắng mọi người nha. Chữ đen, trắng tử. Rồi chị yêu đặt chốt comment màu mọi người ơi. Đó, 55.000, lụm mấy chị. Rồi 50-60kg vàng đẹp mọi người nghe, tầm gãy. Xích ly 95.000. Giờ lấy xích ly đỏ, comment xích ly đỏ giùm em 95.000 mấy chị. Mặt trắng thì Diễn Yến nè, chữ đen thì chị Nguyễn Nga. Cảm ơn hai chị. Rồi lấy đỏ, comment đỏ mấy chị, đỏ 95.000 luôn. Sao với mày Long mua cái ghe, cái đó kích bự hơn vậy? Nó phàm luôn hả? Ừ, thì nó vừa hính hai bên luôn á chị. Chị bắn chạy cái đầu nó cãi vô kêu ồ ồ lắm. Nhưng mà không sao không? Rồi mấy chị 60 ra đẹp giùm em ha. Rồi bi hồng giùm em 95.000. Ở đây bi tử hơ, comment bi tử hơ mấy chị. 50-60kg bằng đẹp nha. Bi hồng 95.000 mã bi hồng. Chữ đen là Cưng đang xếp đó. Rồi áo mọi người nha. Đẹp ha. 40-62kg bằng đẹp mấy chị ơi. Áo tím giùm em 45.000. Ai là áo tím chú, áo tím em 45.000 áo tím. Rồi 55-62kg bằng đẹp mọi người nha. Rồi lấy bộ này con em mấy chị ơi 84 nè. 55-62kg bằng đẹp chị Thu Thảo ơi. Đấy em đang hỏi chị là chị 63kg cao nhiêu. Tại vì á cái size 63kg nếu mà chị thấp chị phải bằng 3X. Mà 3X hiện giờ em hết nha. Em chỉ còn là size L, 1X, 2X thì còn rất là nhiều. Đó. Rồi 55-62-63 là vừa mấy chị gái nha. Nếu mà chị nào mà 62-63kg là mình phải cao trên 1m58. Thích bận hơn. Mấy bạn cái thằng này được nha mọi người nha. Vậy đó. Cao tay nó vậy đó nghe chị yêu nha. Ôi ôi dễ thương nè. Rồi mấy chị ơi đẹp á. Ngố đẹp cực kỳ nè. Em mặc đùi chị, đeo đùi nè. 49.000. Đang mặc quần đùi nghe, 49.000 bộ. Rồi ngố hồng này sale cho mấy chị 100.000. 50 đổ lên, 65 lại vừa mấy chị gái nghe. Tôm mà cherry 100.000. Chị nào lấy hồng, comment hồng em hồng 100.000. Quần còn có nhiều hết rồi. Quần còn size M thôi. M là nhiêu ký thôi. Hồng hồng 100 cho chị Phúc Thiện. Rồi mấy chị ơi quần nam nha. Quần này mấy chị đẹp á. Đó, nhiêu quần nhiêu thôi, 65.000 phải không? Rồi quần 65.000 mấy chị ơi. Em còn size 65 nó là đẹp nè phải không? Này 65 không đây? Em mở 65 không? Ai thích bận ngơ thì 70 nghe, như chồng em 68kg không thích bận ngơ không bận được. Vậy sao điện bận bài tao không thấy rồi vậy chứ. Trên dài hay ngắn? Trên dài hay ngắn hay gì vậy? Cái này là quần dài. Có quần đen lửng le không chị? Không chị. À, quần đen lửng lẻ không à? Quần đen lửng lẻ ha? Chứ không có quần đen lửng lẻ. Quần bông mì người ta đòi lửng nha bà nội. Rồi quần nam 65.000 quần mấy chị ơi. Lấy quần comment quần giùm em nha. 15 cái này.
Rồi vậy là lấy quần, comment quần. Bộ da tay cái gì. Rồi bộ thổ cẩm mọi người nghe 55-56 là vừa. Rồi tay dài. Chiều này chứa em 50.000. Ống rộng nha mọi người nha. Đó, đẹp ha, còn rớt bộ này đâu rồi tài truyền kiếp vợ bơm tới bơm nuôi hoài 50.000. Bộ mặt là đồ chị Long Quỳnh ơi, 62 là vừa chị ơi, 49.000. 49.000 bộ này chị, đẹp ha. Này gì trời. Rồi cái áo lẻ mọi người nghe dễ thương không? Áo bằng quẩy von nè mấy chị. 62 là vừa mới nghe chứ mã đỏ nè, đỏ 50. Đỏ 50.000 mã đỏ. Trời ơi, đồng loại ra bộ này bộ rồi thấy. Hai bằng này hết rồi. 65 cái ống dừa. Rồi 40 đổ lên mọi người nha. 55 56 là vừa. Xeo cho mấy chị mã xanh 89.000. Ngày mai bạn mua này ở đây bán cho hết. Nên có 3 bộ luôn nè. Bà hỏi mà quá trời người mua luôn, bữa ngày bạn đó đi. Mà không có. Vui quá ha. Ở đó bán 105.000. Rồi xanh mọi người nghe, xanh giùm em 89.000. 40 tới 55 cái bằng đẹp, xanh giùm em 89.000 mã xanh. Rồi mấy chị ơi quan tâm ý nha, 60 đó đẹp giùm em mấy chị ơi. Đẹp ghê chưa. Rồi đỏ mấy chị nghe quần ống rộng giùm em, 50-60 kg bằng đẹp em mấy chị gái nha. Cái mã đỏ giùm em, đẹp ghê không. Đó, xanh cho chị Hương Thị nè, 89.000. Chị Hương Thị ơi, chị mua chai. Chị Hương Thị ơi, cái đó là 55 đủ lại đó nghe chị Hương Thị. Em thấy trong đây là chị 60 kg cho mít gửi là không vừa nghe cục vàng. Rồi đỏ cho em mọi người nghe, đỏ 75.000 ống rộng nha. Đỏ 75.000. Đỏ 75 thì chị Thảo Thủy nè. Rồi mấy chị ơi xanh giùm em 75.000 luôn, lụa. Đó, 55-62 cái bằng đẹp nha. Chị nào cao cao thích bằng hơn. 65 kg mọi người nha, xanh giùm em 75.000 mã xanh. Rồi beo giùm em 55-56 lại vừa, thích bạn ôm 60 mọi người nha. Rồi bộ beo này sale cho mọi người luôn 60.000. 60.000 mã beo, ai lấy beo comment beo. Vậy không, vậy không vừa rồi em. Dạ, bởi vậy không có vừa chị yêu ơi. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mọi người nghe, ton hoa giùm em nè, 70.000. Chị này lấy hoa to, comment hoa to mọi người nha, 70 hoa to nè. Rồi 60-65 cái bằng đẹp đó chị ha, ton dài giùm em nè. Rồi ton dài xanh giùm em 75.000 xanh. Rồi bộ này còn 2 bộ theo cho mọi người luôn, 40.000 bộ nha. Đã lấy đỏ comment đỏ 40 nè. Nãy lấy hoa nâu rồi đó, hoa nâu 40 nè, giờ đỏ giùm em 40.000 luôn. Giờ là lấy đỏ mấy chị nghe, đỏ comment đỏ 40. Đỏ 40 á chị. Đỏ 40.000, ai lấy đỏ comment đỏ mọi người nha. Rồi giờ lấy gì mấy chị? Dòm cái ta, dòm xung quanh ta. Rồi đỏ 40 mọi người ơi, ai lấy đỏ comment đỏ giùm em nè. Xanh 75. Bộ cô tung mịn này xếp đẹp đẹp em găng trước luôn nè mấy đứa. 60-65 bằng vừa mấy chị nghe, cô tung mịn găng em nè. Vậy. Ừ. Rồi con tôm mịn găng em 135.000. Để bữa nào em khui hàng con tôm mịn găng em sale với mình từng bữa. Đẹp ha. 50-60 kg. Đồ chơi nãy giờ em nói chị là còn nhiêu đó. Đây. 2 cây 15.000. Pyjama tay ngắn 65 kg thì ơi, điều tra nó coi còn không không đi. À. Hương đồ thuốc đầu lai còn không, đầu lai là gì thi? Là đầu to cái gì chị Trần Mỹ? Đầu lai là tên đùi nè. Là chị Mỹ mua gì? À. Cái ton đó hả chị? Phải không? Chị mua lẫn là dài. Rồi bà Dung Thị lấy này đi, 50-60 kg bằng được nha Dung Thị ơi. Nó 40.000 bơi, đuổi xuống luôn á, đẹp. Em mới dẹp. Ok nè. Bộ 40 cho Nhung Thị nè. Bộ này 135.000 mọi người nghe, cô tung mịn. Đẹp đó, cô tung mịn găng.
Con bồ về ngoại ơi, có một bộ màu ngang ngoại. Rồi hàng tới đòi hai bộ đi. Giờ tôi lấy thân tôi nè, tôi hiến tế cho bà. Đội 40 về chị Cúc Nguyễn nè. Chị Hải giỏi, đưa chị dự bị nha. 135 cho chị Kim Diệu nè. Chị Kim Diệu ơi, nửa gì chiều em chốt lên em chụp hình luôn cho chị nha. Chị coi từng món cái nào đúng của chị, ok em gửi hàng ngay cục vàng nha. Vậy là khỏi mất công. Tại vì cái đơn mà em gửi chị có đoàn xe lửa đó, là hàng chị đã có đặt đó bên em. Ví dụ này mấy chị gái nghe nè, đây mọi người nghe, đây khi mấy chị đặt hàng là bên em sẽ có in bill ra. Như ví dụ như chị lấy em hai bộ sao không chốt, em lấy hai bộ hả, trời ơi có biết đâu mà lấy hai bộ phải không, chị lấy hai bộ luôn phải không. Rồi để nửa về chiều ấy em để cho chứ mặt chai nước tương chốt em hơn tặng chai nước tương về chạy về chốt em hơn tặng chai tương đó. Mọi người comment em sẽ bấm bill ra, nó có số ngày. Ví dụ như giờ này mấy chị mua là 15:40 là em bấm bill ra liền, không bao giờ lộn mùa nha. Mấy chị có mua bên em mới có bấm nha, còn không mua không bấm được. Mấy chị coi em ngày giờ, ví dụ như bữa nay là ngày 9/6 là ngày thứ tư mọi người nghe, 15:40 bấm bill ra cái rẹt lên cái bill chị có tiền. Đây cái bill cho chị đây, nói như chị Dung Thì cấm bill nè. Đó mấy chị nghe, ví dụ như chịch ngày giờ thì mấy chị nói bên em tự bấm nghe, còn này không có tự bấm được mọi người nghe. Đây mấy chị nè, nó như chị Dung Thì nè, 15:40 nè, trường mầm non Sơn Ca nè kia mọi người nghe, đó địa chỉ xuống gọi mọi người đó. Mấy chị nghe có giờ hết trơn nên mọi người yên tâm, cái nào mấy chị không mua em không bao giờ chốt khơ khơ, bên em chốt kỹ lắm nghe, đọc đồ cũng kỹ. Chị nào sợ lộn có việc nhắn tin cho em chụp đồ qua cho mấy chị coi tuyệt. Rồi pyjama 65kg đây mọi người nha. Cái mà phải em bán đồ là em thợ chứ là cái là khách nói là chốt lộn nha mọi người nghe, em ngại cái điều đó đó. Thì khuyến mãi hả chị? Khuyến mãi hả? Trời ơi, chị ơi, nước tương nhà hết trơn rồi. Thì sáng ăn chay mà hết nước tương luôn chị yêu ơi. Ok, Thanh Ngọc đồ gỡ luôn khỏi gọi nè. Rồi pyjama xe đại nè. Đó mấy chị gái nghe đẹp chưa? 65-67 là vừa 95.000. Chị có đồ ngủ không? Chị Lon Quỳnh đồ ngủ chị mua vô ký. Rồi pyjama mấy chị ơi, 65-67 là vừa 95.000 một bộ giùm em. Ai lấy cái bộ này comment sửa. Màu sửa rồi nha. Đồ đẹp lắm mọi người nha. Rồi 65-67 là vừa màu hồng. Đó chị nào mua pyjama đại thì nói giùm em nè. Rồi còn bộ cô tông chị không mua về, em lấy hết rồi. Chị em lấy hết rồi á, bộ cô tông. Cô tông là bố cô tông mà mình cô tông Thái đúng không? Heo mớm rồi. Rồi sọc giùm em nè. Sữa 95 cho chị Loan Kim nè. Trời ơi chị ơi, cái vải này hết nó ghiền. Em mới bộ đó lắm mấy chị, mà em bạn có vừa. Em bạn rộng như cái mền vậy đó. Rồi comment sửa chữ mọi người nha, mấy chị cầm ra là mọi người biết đẹp hay không rồi. Mập uống chị vẫn nhan đi mập. Ở trong tủ lạnh nó lấy mấy chai để cái bên ngủ không đi. Rồi comment sửa chữ mọi người nghe, sửa chữ giùm em nè. Vàng. Rồi 95.000. À lấy chứ mấy chị gái nghe, vàng giùm em 95.000 nè. Đó, đẹp cực kỳ nè, bà thay chọc khơ 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 mất kỳ nghỉ không ai xích đồ tiếp mày đó nghe đây hay. Rồi vàng quá chị. À lấy vàng comment vàng giùm em nè. Cam. Hồng. Rồi. Hồng đậm mấy chị ơi. À, phí xếp đồng giá còn quát 25.000 đơn rồi chị nha. Chị nào tính ăn gian 15.000 tới 20. Rồi biển. Đỏ. Tao không dám chọc rồi. Tao không có làm gì sai hết trơn. Tao không cần chọc, không cần năn nỉ thân ngươi hết trơn. Rồi lấy biển rồi bên biển. Ai dặn đâu dặn, dặn nó tự hết à. Dặn tự hết. Hồng cho Loan Kim, ok. Ai à, tự dặn thì tự hết. Sao ăn trễ dữ rồi trời. Rồi biển. Biển mấy chị ơi, ai lấy biển chút biển cho em nè. Rồi đổi chữ mọi người nha. Rồi mấy chị ơi, 65-67 là vừa, nghe đổi giùm em nè. À lấy đỏ comment đỏ giùm em nha. Chị
Chị Hồng Tư Lương Hồng ơi, bây giờ chị cọc cạc bên em mới dám gửi hàng nha chị ơi, chứ không dám gửi đi chị cũ nữa đâu chị. Gửi chị bơm em hoài em cũng mệt lắm thiệt. Nói chung là em cũng không phải là gì mà ngồi nghe trăm người bán dặn người mua. Nhưng mà chị bơm em nhiều lần quá à, bây giờ nói chung là chị cũng có nhận đồ nghe, chứ không phải là bơm hết. Mà nhận chừng 2-3 đơn cái làm cái anh một đơn. Cái lâu lâu thiệt vô cái làm cái anh thêm một đơn, lâu thiệt là vô cái âm một đơn. Hết hồn hết vía nè chị ơi, trái tim mình mới chưa hoàn hồn. Bây giờ chị muốn lấy thì cho em cọc cạc cho em Vina 100.000 nha. Ví dụ như đơn của chị là 450, đúng không? Bên em nhầm chị không hiểu được vấn đề cọc cạc mà ngồi nghe, mấy chị cứ nghĩ là em lấy cái tiền của mấy chị đâu có. Trong tiền đồ của người ngồi đó, mấy chị mua 450.000, bên em trừ cạc cho 100.000 là mấy chị chỉ trả là 350.000. Nhận hàng kiểm tra hàng không đẹp điện sớm, cưng ơi trả cạc lại cho chị, chuyển tiền cái rập trả cạc cho mấy chị liền 100.000. Lấy 100.000 của mọi người làm gì? Mà mọi người không hiểu sao tao mà tao nghe mấy bà nào, mấy bà nào mà thật sự mọi người không cọc là toàn bơm không có gì vậy bà ơi. Toàn bơm không em? Chị bấm lên mà nó hiện lên đỏ chét gì nè, chị thấy em nghe em gỡ không? Bơm từ bên Hồng Tư, Hồng Tư qua tới Hồng Tư, Lương Hồng và Lương Hồng, Hồng Tư gì tùm lum hết trơn. Không hiểu mọi người ơi, mấy chị làm như mấy chị không biết ngại mấy chị ơi thiệt. Đây là mình bơm không mắc gì hết trơn. 950 là gì vậy? Chị Hằng Nguyễn ơi, bà lấy cái gì chị yêu? Bà lấy cái gì chị? Mọi người đừng làm gì với em mấy chị ơi, tội nghiệp em lắm mấy chị gái thôi. Thiệt. À, biết sao mà mọi người bây giờ comment là gọi địa chỉ cũ nhé, khỏi gọi là biết sao không? Rồi thì gọi 1.000 năm không nghe nữa. Gọi thêm 1.000 năm nữa mọi người nghe, em chết đi em đầu 2-3 quận đảo lại mà em gọi chị cũng không nghe nữa. Rồi lấy gì gọi? Rồi tiếp tục, pyjama xe nhỏ mọi người nha. Rồi mấy chị ơi dễ thương không? Rồi cái bộ này mấy chị ơi 55-62 cái bằng đẹp nha. Bơm mắc đứt đó chứ không mắc gì à chị ơi, nhưng mà chị biết sao chị dần này chị Mỹ ơi, người ta không có nghĩ vậy chị ơi, người ta không có nghĩ vậy nha. Mắc người ta thì nghĩ Trang em nói gì đó, người ta nghĩ là bơm đâu có mắc gì đâu mà người ta vẫn bơm bình thường. Nhưng mà người ta nghĩ là bơm chắc mình không có mắc khác gì trơn. Bơm đâu có mắc gì đâu. Có kiểu thơ quần lửng không à, em có mũi thơ quần chính mắc chị ơi. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mọi người nha. Chứ mà vàng chứ hơi quần lửng 60kg á. Đâu cảm ơn chị Lê Lãnh nha. Bạn vừa không chị? Không vừa bên em có cho đổi lại luôn á. Vàng giùm em mọi người nghe 95.000. Tổng đài. Rồi 55-62 cái bằng vừa mới chị ơi, hồng giùm em nè. Hồng 95.000 mã hồng á chị. Này biết đâu à. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã gấu xanh giùm em nè. 95.000 gấu xanh mấy chị ơi, lấy gấu xanh chút gấu xanh giùm em. Tôi đứng ra đi tiên. Mày đứng ra kêu chính nghĩa giùm em. Đồ ngủ hả đời chị, đồ ngủ 65kg ha. Đồ ngủ 65kg để coi coi chị. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mọi người nghe, chuột xanh giùm em mấy chị ơi. 95.000 mà chuột xanh. Chuột xanh 95.000. Lấy em bộ chữ sữa ok, chữ sữa cho Kim Nguyên nè. Làm ghê rồi chưa? Ông ba không phải chưa? Ông ba. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mọi người nghe. Cho em mở đỏ rồi đỏ là ba phải chưa? Nhất mình mà uống thuốc vô sao nó tiêu chảy không biết. Uống thuốc vô, uống thuốc nhất vô mà sao mà nguyên ra mà tiêu chảy không biết, nó rồi đỏ đô không chơi. Lại lại lẹ tôi loại ba tôi có cha ơi. Cho số điện thoại em đi. Cho số điện thoại em hả chị, đó nó chạy trên đó đó. Chị muốn điện số nào cũng có hết trơn nè chị gái nha. Đó, số điện thoại của em ở trên đó chị. Không, bấm đi, bấm bên đây rồi. Nó vậy, nó chỉ muốn điện số nào điện chị nhá đi bên em điện cũng được nữa nè. Chị Lan Lan nè. Nhá cho bên em hay chị. Rồi 55-62 cái bằng đẹp nha. Cam. Cái gì?
À, thôi bớt buồn, chị cho em máy nghe pháp sinh đã tới không nhận còn bơm nữa vậy hả? Thôi à, chị Duyên ơi, ấy lộn, chị Nhung ơi, cái đó gọi là duyên chưa tới cái chị gái nghe, nó người ta đành hẹn kiếp sau nghe chị, vậy đi chị, hiểu không? Kiếp này duyên chưa tới mình đành hẹn kiếp sau nghe chị nha, đó. Mà người ta còn có câu gì nữa mấy chị nha, làm gì còn có kiếp sau, đó, vậy đó, rồi cam mấy chị ơi, cam chữ. Rồi chốt mọi người nghe cam gì mấy chị ơi, ta ra đây 95.000. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mấy chị ơi, xanh đen giùm em nha. Rồi xanh đen mấy chị ơi, xanh đen gấu giùm em mấy chị, 95.000 xanh đen gấu. Em có buồn đâu chị Nhung, chị Nhung thấy em có buồn không? Mà chị thấy em có chữ gì không? Không hời, nghe chị Nhung thấy không? Chị Nhung thấy không? Em vẫn bình thang thẳng như vậy như chị, nhưng mà mình nói cho người ta biết để người ta khỏi có công người ta vô nó chị, tại người ta vô mình cũng không bán nó chị. Rồi mấy chị gái nha, xanh đen sọc giùm em nè. Rồi xanh đen gấu cho chị Trăng Rồ. Rồi xanh sọc mùi nghe đẹp ha, 95.000. À, chị Nhung đó đang, chị đang chị Phan Thị Hồng Nhung đó, chị Nhung Thị. À, chị cho máy nghe xin nghe pháp đó, chị bấm lên là nghe Phật pháp vô biên đó mấy chị đó. Mà còn bơm. Bữa đó em có để đèn cái nào không biết, chắc bà hai lấy cho. Chị Nhung có thứ gì? Nó hư cái gì? Rồi mấy chị ơi, 55-62 chứ bằng đẹp nghe xanh đen sọc cho em mấy chị ơi. 95. Ừ, hát đi. Nghe Nhung thơ ca. Ừ. Rồi nốt nhạc mọi người nghe, lấy comment hồng nốt nhạc cho em nè. 55-62 chứ bằng đẹp mọi người nghe hồng nốt nhạc. Tiểu thư này quần dài mà bà có. Ở lỡ này nè không chị nha. Giải về giao lộn với chị gái nghe mọi người comment mã nào là bên em trước mã đó đó mấy chị. Nhiều khi mấy chị gái nghe nhầm phong đồ á, có bộ mình bận ngơn, bộ mình bận vừa á chị, thấy không? Rồi nè. Ừ, bên em chốt đơn mới là kỹ nghe, không bao giờ mấy chị có những chị là kỹ nào mà kiểu như là thân thiết dữ lắm luôn á, là kêu gỡ hàng luôn, bên em mới gỡ hàng nha, chứ bên em không bao giờ gỡ hàng luôn á chị. Rồi bộ này cho nào lấy chó em mấy chị gái nha. Ôi lẫn dễ thương không, 60 đổ lại vừa mọi người nghe, cực kỳ đẹp luôn, lụa đẹp nha. Rồi 75.000. Ok, dù Nguyễn Quốc Thịnh này, như trường Quốc Thịnh là mấy chị biết không, chứ mua đồ nhớ hết trơn à. Chứ mua đồ em hơn năm nay là không khi nào điện chút đơn hết trơn, có lần đầu tiên là có điện nha mọi người nha. Rồi mấy lần sau là ta mua ta nhớ hết trơn mấy chị đó. Tại chiều chứ còn ôm ấp tình yêu kỷ niệm ngày xưa đó mấy chị, nghe ngang máy không được đúng không. Rồi 75.000. Chị Thịnh ơi, này đẹp này chị Thịnh ơi. Rồi mấy chị nghe, 60 đẹp nè, 75.000. Xanh đậu cho chị nè, trời ơi, cái thơ chính nắc bao la luôn chị ơi. 75.000 xanh đậu nè, dễ thương không? Rồi 65 là đẹp nè, sửa giùm em 75.000 luôn. Đó, em bán cho mấy chị nè, văng luôn mọi người nghe, ồ đẹp quá ha. Rồi sửa giùm em 75.000, mã sửa giùm em. Ôi, đẹp chưa mấy chị? 65 là vừa sửa, 75.000. Để gì mà nó vừa các bạn. Không. Sửa 75 thì chị ngăn Nguyễn Thị Hồng. Đưa đây ra chị coi thi. Đưa đây chị bấm tặng đi thi. Chặt cái không? Cái này là cái bọc cách nãy nè. Ờ. Rồi mấy chị ơi, cái bộ này dính dơ nghe mọi người nghe. Em bán tặng cho mấy chị đem về giặt nghe, 50.000. Chị Trần Yến bắt máy không nói chuyện. Có thông qua ti không em, khi nào có chị Trần Yến như ký hả? Em qua đó. Vậy hả? Rồi bán tặng người 50.000 nó về giặt giùm em nghe, tại cái này là cái này cái bọc gách nè. 50.000 chị heo mớm nè, đem về giặt giùm mình nghe người ơi. Rồi mấy chị ơi, đó, dễ thương không? 55-56 là đẹp giùm em nghe. Rồi hoa sữa giùm em 75.000 nè. Hoa sữa 75.000 nha. 55-56 là vừa hoa sữa 75. Ôi ôi mấy chị nghe, cái bèo dễ thương không? Rồi 60 nó đẹp mấy chị ơi, hoa vàng giùm em nha.
75.000 hoa vàng. Đó. 60 đó đẹp á chị ơi, hoa vàng giùm em 75.000. Rồi, 60 đó đẹp á chị ơi, xanh đen giùm em nè. Xanh đen lụa mấy chị gái nghe, 75.000 một bộ nghe mấy chị yêu ơi. Rồi chị em lấy xanh đen lụa, comment xanh đen lụa giùm em. Đó vậy thôi nghe, xanh đen lụa. Nghe đẹp không? Rồi sữa giùm em mấy chị gái nghe. Ồ vô nè. Sữa này size đại mấy chị ơi. Sữa này 65 nó vừa mấy chị gái nha, sữa có tay. Rồi cho lấy sữa comment sữa giùm em mấy chị ơi, 75.000. Ông bạn vừa không anh ơi? Đứng lên bạn đó coi. Người ta bạn dài dài đẹp chứ có gì đâu. Ông bạn được đó, đi ra bạn này được anh ơi. Còn một cây kè sắp xuống nghe bạn hết đi. 6 là 16 rồi, bạn nói được đó. Rồi 65, 67 là vừa mới chơi chim xanh giùm em nè. Rồi 65, 67 là vừa chim xanh em thấy bạn được mà. Rồi 65, 67 là vừa chim xanh. Anh bạn đi ra bạn lượng anh này đúng hết á. Rồi 60 đó đẹp mà ngồi nghe, hồng giùm em 75.000. Hồng 75.000 quá chị ơi. Ai lấy hồng comment hồng. Kim xanh 75.000 gì Kim Cúc Nguyễn nè. Rồi kêu anh ra chào Loan vàng đi hi hi hi. Ừ. Rồi ai lấy chốt ngồi nghe hồng giùm em á chị ơi. Kim xanh. Ok vô Loan Quỳnh nha. Để cân thấy nó còn không lấy thì chị Long Quỳnh con kim xanh nè. Rồi hồng dâu. Hồng dâu mọi người nha. Chị nào lấy hồng dâu comment hồng dâu em nè. Đó 75.000 bán hồng dâu nha. Rồi tiểu thơ đó chị, đây nè có tiểu thơ gì nè. Kim xanh hết rồi chị ơi. Ừ, nhớ không không. Rồi 60 đó là đẹp mọi người nha. Đẹp ha tiểu thơ giùm em nè. Rồi cân xỉu luôn mà ngồi nghe 95.000. 60 đổ lại dừa em mấy chị gái nghe, thử thôi được quần dài nha. Rồi 95.000 màu đỏ. Màu xanh. Màu sữa. Màu hồng. À, cái này là quần dài chị, thay ông ngoại soạn cái thử thôi chính thức đó thôi. Rồi comment xanh mấy chị ơi. Đó xanh biển mọi người nha, ai lấy xanh biển cho xanh biển giùm em nè. Xanh đậu. Rồi hồng á chị yêu ơi, hàng cắt mạc sale mọi người nha, 95.000 bộ đẹp quá. Ôi thương nha. Đó cái hơn này cực kỹ thương mọi người nha. Rồi chị lấy màu con màu mấy chị nha. Màu đỏ, màu hồng. Đó, rồi màu xanh giùm em mấy chị. Trời ơi mấy chị ơi đẹp quá không. Nó không thay là nữa, nó dơ thì trang bộ như nãy mà chị em ốm lấy vậy đó. Rồi lấy xanh comment xanh mọi người nghe, tưởng hơi giùm em quần dài. Rồi màu vàng 95.000 một bộ người nha, dễ thương quá. Đó, ngày mai sẽ bạn một tiểu thơ này cho mấy chị coi. Cực kỳ dễ thương luôn. Đó, 95.000 mấy chị yêu nha. Ai lấy chút màu giùm em. Rượu thơ chính tắc. Đây chị ơi. Cái đó cái áo không á. Đây nữa. 60 đổ lại giùm em nha. Em vừa tiểu thơ không? Tiểu thơ này heo mớm bạn được mà. Thấy phong heo phong tiểu thơ này bự nè. 60 đổ lại đó heo mớm ơi. 60 đổ lại giùm nè người ơi. Đẹp lắm. Đó, dễ thương ghê luôn á. Rồi bọn hồng này là quần dài rồi. Rồi lấy comment hồng mọi người nghe, hồng gấu giùm em nè. 60 đó lại đẹp mấy chị gái nghe, tiểu thơ. Đó, quần dài giùm em. Hồng nó quần dài. Rồi xanh chuột mọi người nha. Đó, xanh chuột này quần dài luôn. Sao cây này quần dài à? Cây này quần dài à? Rồi cái này là quần.
coi mấy chị gái nghe, đẹp không? Đó, 95 ngàn. Rồi xanh quịch này xinh chính thức đó nha. 80 nữa đẹp đó nha, xanh quịch còn chính thức giùm em nè. Xanh chuột nè, cho chị heo mớm nè. Rồi xanh quịch giùm em. Rồi xanh chim luôn đó nha. Đó, xanh con chim với phần xanh con quịch là như quần chính thức nè. Đó, xanh con quịch với xanh con chim là quần chính thức giùm em nha. Đó, 60 đô lại vừa mọi người nghe, 95 ngàn. Xanh quịt xanh chim. Rồi mấy chị gái nghe, hồng thỏ giùm em luôn nè. Mấy thương quá. 95 ngàn. Đó. Ok, xanh con chim nè, chị Thí Trần nè. Rồi chị lấy xanh thỏ rồi mẹ, lộn hồng thỏ mọi người nghe. Hồng thỏ cũng quần chính thức luôn. Chị nào lấy hồng thỏ rồi mẹ, hồng thỏ giùm em. Ừ. Như nữa này quần dài nè. Rồi gấu vàng mấy chị gái nha. Cái này là size 60 đổ lại mọi người nha. Rồi gấu vàng. Ủa gấu vàng này quần dài luôn rồi. Là cái này nó để chữ này là quần dài ta. Ừ xong cái đó là dài nè. Rồi mấy chị gái nghe, còn em sửa nè. Sữa này quần chính thức mọi người nghe. Ai lấy sữa cầm em sữa giùm em nè. Bởi vì cái này không biết dài hay lửng là nó làm lộn thổng cho. Rồi cam mọi người nha. Nó để chỉ dài hả? Rồi cam là quần dài luôn nè. Nè các bác gì? Cam quần dài. Lửng. Để chỉ lửng người ta chỉ khui ra quần dài đấy chứ. Rồi mấy chị ơi, hồng gấu nè, hồng gấu quần chính thức luôn nè. Chị nào lấy hồng gấu bên hồng gấu giùm em nha, cái này dài nè. Còn cái lửng nữa không? Rồi mọi người nghe, 95 ngàn, màu hồng dâu. Màu hồng này dễ thương quá mấy chị. Ồ, dễ thương quá trời ơi. Rồi hồng thỏ giùm em nha. Chị nào lấy hồng thỏ bên hồng thỏ. Rồi xanh con vịt. Con xanh dịch dễ thương quá mấy chị ơi. Đó, ta lỏ là mấy chị nghe bạn ở nhà cực kỳ dễ thương luôn, có mèo luôn. Rồi đó xanh dịch, comment xanh dịch mấy chị. Đây, chính thức màu sữa nè, hồng quần dài hả? Hồng quần dài. Hồng quần dài, hồng này quần chính thức. À, hồng quần dài đã này đầu tiên đây. Đây này, hồng quần dài nè. Mọi người ơi, đòn xe giùm em mấy chị ơi, 35 ngàn đòn xe nè. Rồi, chìa khóa này sale có, trời ơi, chìa khóa gì mà sale khóa đổi mặt mọi người nha. 10 ngàn. Chìa khóa 10 ngàn. Còn không? Vậy hả? Ủa, điện thoại đây nè, có bị gì không ta? Sao không mà? Nó lâu đầy pin chứ ta? Rồi. Có body chữ A không? Chị Hoa dạy ơi. Ờ, cái body chữ A đó em thấy á, là trên thị trường nó nhiều lắm mấy chị. Nó nhiều giá với lại nó em không phân biệt được cái nào là nó, cái nào là B, cái nào là C thiệt. Còn kem ly vị này là em bán khách một mấy năm mấy nay là khách ai xài cũng yêu hết trơn. Ai là ở nhà gặp em là mua kem, ai là nhà gặp em mua kem nha. Tại vì em xài cái body là một năm mấy nay rồi. Là em không có thấy cái phản hồi nào mà nó tiêu cực hết cho mọi người nha. Còn cái đề chữ A thật sự luôn em không kiểm soát được nó nên không chốt, không lấy chị ơi. Bởi vì mọi người ơi, cái đó khó lắm. Chị Nhung ơi, em mới quá chị Nhung ơi. Chị Nhung ơi, em còn ít được chơi, chị Nhung có nào ghé đây nghe chị Nhung. Rồi bi cam lửng mọi người nha. Đó, dễ thương chưa? Rồi lấy bi cam lửng, rồi bên bi cam lửng giùm em mấy chị gái nha. Hỏi thương nha, 95 ngàn cứ hơn, kỹ thương mượn nha. Rồi bi cam lửng nè. Rồi con gấu lửng nè, gấu cam lửng nha. Rồi gấu đỏ lửng. Gấu hồng lửng. Cam dâu lửng. Rồi đỏ đô lửng. Cho ai dạy, em khuyên vậy là nên xài body review đi. Tại body review em thấy xài em lắm. Ôi ôi, đỏ đô lửng đẹp quá vậy.